Độc Tôn Truyền Kỳ, Thanh Vân Môn, Lâm Nhất. Tập 67. Có điều, nghĩ thì nghĩ, nhưng tiền bối Đường Du lại không có ý định vạch trần. Tuy nhiên, người cũng nên biết, huyền sư tam phẩm chỉ mới là nhập môn mà thôi. Ta đã nghe những lời này rất nhiều, hôm nay vừa khéo, liệu tiền bối có thể nói cụ thể với ta được không? Nói cụ thể ư, tiền bối Đường Du cười nói, ta phải nói cụ thể như thế nào? Ta cũng chỉ là một huyền sư tứ phẩm, không cao hơn ngươi bao nhiêu. Chỉ khi trở thành huyền sư ngũ phẩm mới được xem là cao thủ đỉnh cấp chân chính tại cổ vực Nam Hoa. Tồn tại cấp bậc đó chỉ tiện tay đánh ra một đường linh văn cũng có thể khiến núi rung đất chuyển, thiên địa lu mờ. Tiện tay đánh ra một đường linh văn có thể khiến núi rung đất chuyển ư. Lâm Nhất thầm khiếp sợ, nếu quả thật là thế thì không biết mạnh đến mức nào. Nếu như đánh ra một linh đồ thì chẳng phải sẽ khiến núi rung đất chuyển suốt mấy ngày sao? Thật khó mà tưởng tượng nổi. Tuy nhiên, dù phóng mắt khắp cổ vực Nam Hoa thì số lượng huyền sư ngũ phẩm cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Sau huyền sư ngũ phẩm còn có tồn tại kinh khủng hơn, được xưng là huyền tôn. Đó là cấp bậc khiến người ta chỉ có thể ngước nhìn, lúc sinh thời, ta từng gặp một lần ở ngoại vực. Tuy chỉ đứng từ xa quan sát nhưng vẫn có cảm giác không cách nào địch nổi người nọ. Huyền tôn. Lâm Nhất thầm kinh ngạc, con đường linh văn này quả thật khiến người ta kinh ngạc. Tuy nhiên, nếu so với lực lượng bực này thì hắn càng tin vào kiếm trong tay mình hơn. Tồn tại như thế khiến hắn kinh sợ, nhưng lại không có ý định hướng đến. Nói vào chuyện chính. Tiền bối Đường Du thu hồi suy nghĩ, khẽ cười nói, Lâm Nhất tiểu hữu. Có lẽ ngươi từng nghe nhắc đến thần văn, đúng không? Có từng nghe. Lâm Nhất thoáng sững sờ, khẽ gật đầu. Thời kỳ thượng cổ, đạo văn mất đi, nhưng ở thời hoàng kim thịnh thế, rất nhiều thánh nhân đã sử dụng đạo văn không trọn vẹn để thôi diễn ra thần văn mà con người có thể khống chế. Từ đó, huyền sư trở nên vô cùng sáng chói ở thời hoàng kim thịnh thế, đủ các loại thần thông được thôi diễn càng khiến huyền sư trở nên chói mắt hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, sau khi thời đại hoàng kim thịnh thế suy tàn, thần văn cũng theo đó thất truyền, có rất nhiều thần văn bị chôn vùi theo năm tháng. Hiện tại, huyền sư chỉ có thể sử dụng linh văn, tuy rất mạnh mẽ nhưng lại không thể nào so sánh với những huyền sư tu luyện thần văn thời thượng cổ. Đến hiện tại, nếu có thần văn đột ngột hiện thế ắt sẽ tạo nên một trận phong ba to lớn, khiến tứ phương tranh đoạt. Sự hấp dẫn của thần văn đối với huyền sư cũng như khát vọng về kiếm quyết thượng cổ của kiếm khách, có thể nói là không cách nào khống chế được. Thư viện thiên phủ của ta có một tấm bia đã khắc thần văn. Ngay khi Lâm Nhất sắp chìm vào suy tư thì đột nhiên, tiền bối Đường Du nói ra một câu kinh thiên động địa. Việc này không phải chứ? Lâm Nhất lộ vẻ kinh ngạc, nếu như thư viện thiên phủ thật sự có thần văn thì với sức mạnh của bọn họ liệu có giữ được không? Trong thành U Châu còn có tồn tại cấp bá chủ là Huyền Dương Điện đấy. Là một đường thần văn không trọn vẹn, đã thất lạc một nửa, tuy nhiên, dù chỉ là nửa đường thần văn thì giá trị vẫn không cách nào đánh giá được, và nó có trợ giúp lớn lao đối với sự tu luyện của huyền sư. Ta có thể thăng cấp lên huyền sư tứ phẩm cũng nhờ vào nửa đường thần văn này đấy. Tiền bối Đường Du mỉm cười giải thích. Lâm Nhất thầm kinh ngạc, nếu là nửa đường thần văn thì có thể hiểu được. Chưa hẳn Huyền Dương Điện sẽ vì nửa đường thần văn mà đi tiêu diệt một thế lực cấp chuẩn bá chủ, làm vậy có hơi, được không bù mất rồi. Nửa đường thần văn này chính là căn cơ sừng sững của thư viện thiên phủ ta, thế nhưng hiện tại lại xảy ra chuyện. Tiền bối Đường Du lộ vẻ chua chát, khẽ thở dài và nói, 200 năm trước, thanh thế của thư viện thiên phủ đã đạt đến đỉnh cao, thậm chí có khả năng trở thành thế lực cấp bá chủ, đáng tiếc là sau một sự kiện về người thừa kế. Thư viện bị chia ra làm năm. Lúc đó, tiền bối của thư viện thiên phủ dốc hết sức giữ lại nửa đường thần văn này, tuy nhiên, sau nhiều năm, bốn thư viện khác vẫn một mực ngấp nghé nó, chưa từng có ý định từ bỏ. Ban đầu, vì nửa đường thần văn này, bọn họ kéo bè kết phái liên tục gây chiến. Sau vài trận ác chiến, các bên đều tổn thất nặng nề, thế nên mọi người mới đi đến thỏa hiệp, đặt ra cuộc chiến giữa năm thư viện. Người thắng đứng đầu, được hưởng nửa đạo thần văn kia. Lâm Nhất nhíu mày, cuộc chiến giữa năm thư viện. Đúng vậy, cứ mỗi 20 năm, năm thư viện lớn sẽ phái ra ba đệ tử không lớn hơn 20,
luân phiên đối chiến định thắng bại. Người thắng cuối cùng sẽ giành được nửa đường thần văn, như thế xem như công bằng, mọi người đều có thể chấp nhận được. Lâm Nhất suy ngẫm, là một thư viện có được phần lớn huyền sư, mỗi một bên đều có thể kết giao được những thế lực khổng lồ, thế nên cứ hễ ác chiến thì bất kể là thắng hay bại e là cũng đều chịu tổn thất nặng nề. Về sau, cử đệ tử đối chiến phân định thắng bại, tất cả mọi người đều có cơ hội và tổn thất cũng nằm trong khả năng chịu đựng. Lúc trước, bốn thư viện kia nằm ở các châu thành khác, phát triển không mấy thuận lợi, cho đến nay, trong các trận chiến, thư viện Thiên Phủ ta đều là người thắng. Nhưng trong cuộc chiến giữa năm thư viện 20 năm trước, thư viện Thiên Phủ ta lại thất bại thảm hại, phải trả một cái giá cực lớn mới miễn cưỡng giữ được nửa đường thần văn kia. Trận đó, thua, khá là nhục. Nhắc đến chuyện 20 năm trước, tiền bối Đường Du lộ vẻ khổ sở hiếm có. Ông ta vẫn nhớ rất rõ trận chiến năm đó. Sau trận thua thảm bại, vốn phải nhượng lại một nửa đạo thần văn nhưng viện trưởng lại không cam tâm. Bỏ ra gần một phần tư tài nguyên của thư viện cùng với ba loại tiểu thần thông nhỏ để mong đối phương đợi tiếp 20 năm. Không ngờ đối phương vui vẻ nhận lấy mà không hề tỏ ra xíu nào vẻ từ chối. Chỉ là một câu nói lúc trước khi đi đã đâm sâu vào lòng của trưởng lão viện trưởng, tất cả mọi người có mặt lúc đó đều giống như bị vả một cái thật đau vào mặt, không ngóc nổi đầu dậy. Lâm Nhất hiếu kỳ nói, người kia rốt cuộc là đã nói gì? Người kia nói, chỉ bằng đám vô dụng các ngươi thì thứ mà các ngươi dạy ra cũng chỉ là đám vô dụng, 20 năm sau, thư viện Tử Lô ta sẽ lại đến lấy nốt một nửa đạo thần văn này là được. Cái này... Lâm Nhất nghe vậy thì ngẩn ra, ngay lập tức trong lòng thầm cười khổ, đây thật đúng là cái vả mặt thật đau. Người của thư viện Thiên Phủ còn tưởng rằng đối phương sẽ cảm thấy khó xử, không chịu đồng ý. Ai ngờ được đối phương lại hoàn toàn không hề coi bọn họ ra gì, thẳng thừng mắng bọn họ là vô dụng. 20 năm sau lại đến lấy là được. Quá là ngả ngớn ngạo mạn, không dám tưởng tượng, mặt của nhóm người tiền bối Đường Du lúc đó đen đến mức nào. Trong một chốc, bầu không khí trong phòng trở nên ngột ngạt hẳn lên. Rõ ràng, câu chuyện cũ đầy nhục nhã này, cho dù là người có tu vi như tiền bối Đường Du thì đến nay cũng vẫn khó mà quên đi được. Tiểu Hữu, bây giờ ngươi đã đại khái đoán được việc mà lão phu muốn nhờ ngươi là gì rồi chứ? Tiền bối Đường Du khẽ giọng than thở. Cuộc chiến giữa năm viện yêu cầu phải cử đệ tử của mình đi. Có hai điều kiện là phải dưới 20 tuổi và là huyền sư tam phẩm. Trước đó, Lâm Nhất chỉ phù hợp với điều kiện đầu tiên, nhưng bây giờ thì đã phù hợp với cả hai điều kiện. Ý của tiền bối là... Lâm Nhất thăm dò hỏi. Đôi mắt đục mờ của tiền bối Đường Du nhìn chằm chằm vào Lâm Nhất, trầm giọng nói, cuộc chiến giữa năm viện lần này, ta muốn mời ngươi thay mặt thư viện xuất chiến, chúng ta không thể thua được nữa. Quả nhiên như vậy. Trong lòng Lâm Nhất như bừng tỉnh, chẳng trách lại để cho Mạc Linh đến dạy mình Linh Văn, hóa ra tiền bối Đường Du đã có ý định này với hắn từ lâu rồi. Không đến huyền sư tam phẩm thì hắn gần như không có tư cách tham gia. Chỉ là rủi ro này quá lớn, nếu như thực sự thay mặt thư viện Thiên Phủ chiến thắng thì hắn sẽ một lúc đắc tội với bốn thư viện khác. Phải biết là loại thế lực chuyên về huyền sư như thư viện này có mối quan hệ rất rộng. Sức mạnh mà bọn họ có thể nhờ và tương đối lớn. Nếu như hắn ở mãi trong thư viện Thiên Phủ thì còn không sao, nhưng hắn sớm muộn gì cũng phải rời khỏi đây, đến lúc đó hắn một thân một mình, sợ là sẽ phải đối mặt với những nguy hiểm mà hắn không lường trước được. Tiền bối, tin tưởng ta như vậy sao? Lâm Nhất suy tư cân nhắc một hồi, cẩn thận nói, Lâm Mỗ mặc dù có chút thiên phú về linh văn, nhưng xét cho cùng cũng chỉ mới ngưng tụ được hồn ấn. Việc này quan hệ đến sinh tử tồn vong của thư viện, cứ hời hợt giao cho ta như vậy, những trưởng lão khác sẽ không có ý kiến gì chứ. Hắn vẫn chưa nghĩ thông, nhưng từng nhận ân tình của thư viện lại khiến hắn khó mà mở lời từ chối. Chỉ đành thăm dò ý tứ của đối phương, tìm hiểu thêm về khả năng của thư viện. Viện trưởng quả thực có chút lo ngại về ngươi, nhưng ta và Du trưởng lão lại vô cùng coi trọng ngươi. Dù gì cuộc chiến giữa năm thư viện chưa từng nói là không được dùng tu vi võ đạo, có rất ít người có thể vừa đạt được đến huyền sư tam phẩm còn có tu vi võ đạo thâm sâu như ngươi. Audio điện tử Võ Tấn Bền.
ta tin tưởng ngươi, huống hồ thư viện cũng chẳng có bao nhiêu sự lựa chọn nữa. Tiền bối Đường Du khẽ mỉm cười nói, nếu thực sự có nhiều lựa chọn, cũng sẽ không phải mất công như vậy, hướng dẫn cho ngươi trở thành huyền sư tam phẩm. Lâm Nhất thoáng ngập ngừng, cũng không vội đáp lại. Con người hắn chính là như vậy, không đồng ý thì thôi, một khi đồng ý thì ắt sẽ dốc hết toàn lực. Tiểu Hữu, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, lòng của ngươi trước giờ chưa từng đặt tại thư viện Thiên Phủ. Đối với ngươi mà nói, quyết định này quả thực mạo hiểm, nhưng thư viện Thiên Phủ ta sẽ không để ngươi phải mạo hiểm không công. Tiền bối Đường Du khẽ mỉm cười nói, chỉ cần ngươi có thể thay mặt thư viện giữ lại nửa đạo thần văn này, ta có thể làm chủ, để ngươi quan sát lĩnh ngộ nửa ngày. Ngoài ra, chỉ cần ngươi gật đầu, sau khi việc này thành công, thư viện có thể tặng cho ngươi một môn tiểu thần thông. Tiểu thần thông. Trong lòng Lâm Nhất khẽ dao động, nội tâm bắt đầu gợn sóng, sức hấp dẫn này khá lớn. Còn về nửa đạo thần văn kia thì hắn lại càng cảm thấy tò mò hơn. Nếu như có thể quan sát lĩnh ngộ nửa đạo thần văn kia, đối với việc giải được câu đố trong bức mãnh hổ tường vi đồ e là sẽ có tác dụng rất lớn. Chỉ là, không cần thiết. Hắn vốn dĩ đã nợ ân tình của thư viện, nếu như vì những lợi lộc này mà đồng ý thì không khỏi quá thực dụng. Lâm Nhất trầm ngâm một lúc, ngẩng đầu nói, nếu như thư viện thực sự cần dùng đến ta nghĩ ta sẽ không chối từ, còn về những lợi ích kia, trái lại không cần thiết như vậy. Bản thân ta vốn đã nợ ân tình của thư viện, không có sư tỷ Mạc Linh cũng sẽ không có huyền sư tam phẩm, không có Liễu Vân Yên và tiểu nha đầu Bạch Vân thì bây giờ ta đã là người chết rồi. Ân thù rõ ràng, hai bên không ai nợ ai vẫn tốt hơn. Tiền bối Đường Du thoáng ngây người, lập tức cười nói, ngươi sai rồi. Ngươi đến thư viện Thiên Phủ này vốn là vì đạo của Linh Văn mà đến, ta không đoán sai chứ. Cho dù không có Mạc Linh thì ngươi cũng sẽ trở thành huyền sư tam phẩm, chỉ là thời gian ngắn hay dài mà thôi. Việc này cứ quyết định như vậy đi, thư viện trước nay cũng không mắc nợ ai. Ông lão kiên quyết như vậy, trái lại làm Lâm Nhất thấy mình có chút giả tạo, chỉ đành bất lực gật đầu. Bỗng nhiên, Lâm Nhất như nghĩ đến cái gì, trước đó hắn cứ luôn cảm thấy Liễu Vân Yên kỳ quái làm sao. Hình như là có tâm sự gì đó. Sâu trong đáy mắt lúc nào cũng có ưu phiền không thể hóa giải. Chẳng lẽ là có liên quan đến việc này? Lâm Nhất trầm tư một hồi, cất lời thăm dò tiền bối Đường Du. Ai biết được, tiền bối Đường Du nghe thấy lời này thì sắc mặt thoáng thay đổi. Một hồi sau mới thở dài nói, phụ thân của nha đầu này chính là một trong ba người tài năng được thư viện phái đi vào 20 năm trước. Năm đó phụ thân nó cũng là người có thiên phú nổi trội. Thư viện cũng ôm rất nhiều kỳ vọng vào người này. Lúc đó thư viện liên tục thua hai trận, gần như đã hết sạch hy vọng để chiến thắng, phụ thân nó tự mình quyết định lựa chọn hình thức địa ngục. Sắc mặt Lâm Nhất thoáng đổi, hình thức địa ngục, hắn không xa lạ gì với bốn chữ này. Trong Long Môn tranh tài, hắn đã dùng hình thức địa ngục này để bò lên vị trí hạng nhất. Mặc dù không rõ cụ thể quy tắc của cuộc chiến giữa năm thư viện là gì, nhưng có thể đoán được. Chắc chắn là giống với Long Môn tranh tài. Một khi thất bại sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Không cần nói, phụ thân của nàng ta chắc chắn đã thua rồi, nếu không thì thư viện cũng sẽ không phải chịu sự sỉ nhục như vậy. Thư viện bởi vì hình thức địa ngục mà phải trả cái giá rất đắt, hơn nữa còn bị sỉ nhục thậm tệ. Rất nhiều trưởng lão phải nén nhịn cục tức này trong lòng, mặc dù không nói rõ ràng nhưng đều đem hết sự oán giận này đổ lên đầu phụ thân nó. Phụ thân nó chẳng bao lâu sau liền vì uất ức mà qua đời. Hóa ra là thế, Liễu Vân Yên lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, có thể tưởng tượng được nàng ta phải gánh trên vai áp lực nặng nề cỡ nào. Chén trà trong tay Lâm Nhất đặt đến bên miệng, đáy mắt thoáng lóe lên vẻ khác lạ. Một hồi sau mới uống cạn chén trà, nhìn về phía tiền bối Dường Du nói, nàng ta cũng là một trong số ba người được lựa chọn lần này đúng không? Tiền bối Đường Du gật đầu, huyền sư tam phẩm của thư viện vốn dĩ rất ít, chưa vượt quá 20 tuổi lại càng ít hơn, Vân Yên quả thực có tên trong danh sách. Liễu Vân Yên chiếm một tên trong danh sách, hắn chiếm một tên. Lâm Nhất hơi hiếu kỳ hỏi, vậy người cuối cùng thay mặt cho thư viện là ai? Là ta. Theo âm thanh vô cùng lạnh lùng phát ra, có một nữ tử từ trên cầu thang bằng trúc bước xuống. Dáng người nữ tử cao giáo mảnh mai,
làn da trắng như tuyết, mắt lung linh môi đỏ hồng hào, ngũ quan xinh đẹp nhưng lại là một nữ tử mang đầy sức hấp dẫn ở độ tuổi trăng tròn đẹp nhất. Chỉ là gương mặt này lạnh lẽo đến mức quá đáng, Mạc Linh có đi cạnh nàng ta thì cũng còn ôn hòa hơn nhiều. Giữa đầu mày lấp lánh phong mang lạnh lẽo, sâu trong đôi mắt mang theo vẻ kiêu ngạo khó lòng diễn tả được bằng lời nói. Loại kiêu ngạo này không phải chỉ tỏ ra với Lâm Nhất, mà là kiểu ở trong một môi trường như vậy đã lâu, vô hình trung hình thành nên. Trong số đệ tử của Thư viện Thiên Phủ có rất ít người có được vẻ ngạo nghễ như thế, gần như không có. Trong lòng Lâm Nhất thầm đoán, nữ tử đang ở độ tuổi đẹp nhất này chưa chắc đã là người của Thư viện. Khí tức bao hàm trên người nàng ta tương đối thâm hậu, trong đáy mắt Lâm Nhất thoáng vẻ khác lạ, đây là sự thâm hậu của cảnh giới âm huyền viên mãn, hơn nữa còn tương đối vững chắc. Trong Thư viện Thiên Phủ mặc dù có không ít đệ tử nòng cốt cảnh giới âm huyền viên mãn, thậm chí còn có cả nhân tài cảnh giới dương huyền. Nhưng đồng thời có cả khả năng vẽ linh văn của huyền sư tam phẩm lại còn chưa vượt qua 20 tuổi thì tương đối hiếm, gần như là bằng không. Nữ nhân này từ đâu chui ra vậy? Tiền bối Đường Du đứng dậy giới thiệu, Lâm Nhất, giới thiệu một chút, đây là Mục Tuyết cô nương. Cháu gái của viện trưởng, từ khi còn nhỏ đã đi tu luyện ở Thiên Kiếm Tông, ngày thường rất ít trở về đây. Cho dù là ở Thiên Kiếm Tông thì Mục Tuyết cũng khá được coi trọng, trong vòng 2 năm đã có cơ hội trở thành đệ tử nòng cốt. Thiên Kiếm Tông. Trong lòng Lâm Nhất bừng tỉnh, Thiên Kiếm Tông này chính là một trong 9 đại bá chủ của cổ vực Nam Hoa, chẳng trách nha đầu này lại có chút kiêu ngạo. Chỉ là nói đến đây, Thiên Kiếm Tông và Lăng Tiêu Kiếm Các còn có chút nguồn cội với nhau. Năm đó Kiếm Đạo Tông môn mạnh nhất của cổ vực Nam Hoa là Kiếm Tông. Sau khi Kiếm Tông này bị hủy diệt chỉ còn lưu lại Thiên Kiếm Tông truyền thừa. Tổ sư Kiếm Vô Danh của Lăng Tiêu Kiếm Các cũng là một trong những người được truyền lại từ Kiếm Tông, bá kiếm trong tay hắn chính là một trong 9 đại tuyệt học năm đó của Kiếm Tông. Thế nào, người có vấn đề gì với Thiên Kiếm Tông sao? Nữ tử lạnh lùng như băng trông thấy Lâm Nhất có chút mất tự nhiên, đôi mắt như tia điện hung hăng cắn về phía Lâm Nhất. Trong ánh mắt để bao hàm kiếm ý tiên thiên mới nhập môn tương đối sắc bén. Chỉ là ở trước mặt Lâm Nhất thì ít nhiều cũng chẳng đáng là gì, kiếm ý của hắn từ lâu đã thăng cấp lên tiên thiên, hiện nay đang tiến dần đến tiên thiên đại thành rồi. Lâm Nhất chỉ cười nhạt, khẽ giọng nói, không có. Không có thì tốt. Mục Tuyết lạnh lùng hừ một tiếng, đôi mắt trợn lên nhìn Lâm Nhất nói, hôm qua ta mới về thư viện, nhưng đã nghe được không ít lời đồn về ngươi. Một kiếm khách đến từ đế quốc Đại Tần, tự xưng là công tử táng hoa, những việc ngươi làm trong thư viện thiên phủ ta tương đối là ngông cuồng. Không chỉ ra tay đả thương người, mà còn sỉ nhục mấy đệ tử nòng cốt, ta nói không sai chứ. Chẳng trách vừa mới xuất hiện đã cực kỳ có định ý với mình, hóa ra là trước đó đã nghe ngóng tin tức rồi. Vậy thì đúng là chẳng trách thật, cách làm việc trong thư viện của Lâm Nhất quả thực là chọc cho không ít người khó chịu. Nhất là trong cuộc chiến hồ huyền âm, không chỉ vả mặt 3 đệ tử nòng cốt, mà còn cướp đi đóa hoa huyền âm 9 cánh kia nữa. Nếu như nàng ta đi nghe ngóng tin tức từ những người khác, vậy thì những lời đánh giá về hắn chắc chắn là không tốt rồi. Còn về địch ý, mặc dù nói là nàng ta đã từng tu luyện ở Thiên Kiếm Tông, nhưng dù gì cũng là cháu gái của viện trưởng, thư viện cũng chẳng khác gì nhà của nàng ta. Nghe nói có người ở trong nhà mình gây rối. Chắc chắn sẽ không vui vẻ gì. Nghĩ đến đây, Lâm Nhất liền nghĩ thông hết đầu đuôi câu chuyện, lập tức tùy ý nói, cô nói gì thì là thế đi. Thái độ chẳng sao cả này khiến đáy mắt Mục Tuyết cuộn lên hàn mang, lạnh giọng nói, ta cảnh cáo ngươi, đừng tưởng rằng không có người có thể áp chế được ngươi, ở trước mặt ta tốt nhất ngươi nên cẩn thận một chút. Nhà đầu này, đúng là vô vị. Trong lòng Lâm Nhất thầm cười lạnh, chẳng thèm để ý. Mục Tuyết, tính khí của nha đầu con vẫn chẳng thấy thay đổi gì. Tiền bối Đường Du thấy vậy vội vàng cười hòa giải nói, Lâm Nhất nếu không có gì bất ngờ sẽ thay mặt Thư viện Thiên Phủ xuất chiến, đến lúc đó chính là đồng bạn của ngươi rồi. Đồng bạn, ta còn chưa có đồng ý đâu, ta không thích hắn. Mục Tuyết liếc mắt nhìn Lâm Nhất thẳng thừng nói. Đường Du cười khổ, nhưng hắn cũng là do Mạc Linh tiến cử, lời của Mạc Linh con cũng không nghe theo sao. Không thể nào, Mạc Linh tỷ chắc chắn là bị hắn lừa rồi.
Đáy mắt Mục Tuyết thoáng vẻ khác lạ, ánh mắt nhìn về phía Lâm Nhất hiện rõ hai chữ không tin. Cộp, cộp, cộp. Đúng vào lúc tiền bối Đường Du không biết phải làm sao để hòa giải bầu không khí này, từ bên ngoài lầu trúc có âm thanh bước chân vang lên, vẻ mặt của Du trưởng lão khá căng thẳng xông vào, không hay rồi, người của Bạch Ngọc Thư Viện đến rồi. Thư viện Bạch Ngọc là một trong những nhân vật chính của cuộc chiến giữa năm thư viện lần này, mặc dù có chút kém hơn thư viện Tử Lô đã chiến thắng trong cuộc chiến lần trước. Nhưng đối với thư viện Thiên Phủ mà nói, cũng là một đối thủ tương đối mạnh. Vào lúc mà cuộc chiến giữa năm thư viện chuẩn bị bắt đầu, đột nhiên đến thăm như vậy, e là không có ý tốt. Người nào đến? So với vẻ vội vã của Du trưởng lão thì tiền bối Đường Du trông có vẻ càng bình tĩnh hơn. Du trưởng lão sau khi bình tĩnh lại liền đáp, chỉ là mấy người bậc đệ tử, nói là nghe danh thư viện Thiên Phủ đã lâu, nay đến thăm viếng làm khách. Trên mặt tiền bối Đường Du chẳng hề tỏ vẻ gì, cười lạnh lùng nói là nghe danh đã lâu, nhưng rõ ràng là không phục, việc của đám trẻ thì để cho đám trẻ giải quyết. Tiểu Tuyết ngươi và Lâm Nhất cùng nhau đi qua đó xem sao. Nghe đến lời nói của tiền bối Đường Du, đôi mắt đầy vẻ lạnh lùng của Mục Tuyết liếc nhìn sang Lâm Nhất, hờ hững nói ta cảm thấy để một mình ta đi là đủ rồi. Sau khi biết được Lâm Nhất là do Mạc Linh tiến cử, thì cơn tức của nàng ta cũng bị nén lại kha khá. Nhưng trong cách nói chuyện, trong lời nói bình thường, hàm ý phía sau lời nói vẫn cực kỳ chói tai. Có nàng ta ở đây, Lâm Nhất chỉ là người thừa mà thôi, có cũng được không có cũng chẳng sao. Đối với vẻ khinh thường mình rõ ràng của Mục Tuyết, vẻ mặt Lâm Nhất trái lại vẫn chẳng thay đổi gì, những việc tương tự thế này hắn đã trải qua nhiều rồi. Trong lòng đã như mặt hồ tĩnh lặng từ lâu, còn không đến mức nói chuyện một hai câu không hợp là lật mặt. Hiện tại hắn mặt như vô cảm, chẳng nói gì thêm. Gương mặt tiền bối Đường Du đầy vẻ bất đắc dĩ, tiểu nha đầu, mặc dù con ở tại Thiên Kiếm Tông tu luyện nhiều năm, nhưng trên thế giới này có biết bao nhiêu nhân tài nổi bật, thế lực cấp bá chủ cũng chưa chắc đã chiêu mộ được hết. Ắt sẽ có những con cá lọt lưới, rất không may, Lâm Nhất này lại chính là một trong số đó, đừng thấy hắn mới miễn cưỡng thăng cấp huyền sư tam phẩm. Nhưng chỉ luận về tu vi võ đạo so với thân là đệ tử nội môn của Thiên Kiếm Tông như con thì chỉ có hơn chứ không kém. Trong đôi mắt long lanh và xinh đẹp của Mục Tuyết thoáng qua vẻ khác lạ, trong lòng lại đầy cảm giác không phục. Thực lực của Đường tiền bối cho dù tính ở Thiên Kiếm Tông cũng là một trong số ít những kẻ mạnh, nhưng ở trong thư viện nhiều năm rồi nên tầm mắt e là hơi thấp. Nền tảng sức mạnh của tông môn cấp bá chủ vượt xa sức tưởng tượng của người thường, so sánh với thế lực cấp chuẩn bá chủ thì còn hơn nhiều. Đệ tử nội môn của tông môn cấp bá chủ đã có thể sánh được với đệ tử nòng cốt của thế lực chuẩn bá chủ. Còn đệ tử nòng cốt của tông môn cấp bá chủ thì gần như đủ để khiến thế lực cấp chuẩn bá chủ phải ngẩng đầu ngắm nhìn. So với ta chỉ có mạnh hơn chứ không kém, e là phải nói chỉ có kém hơn chứ không bằng mới đúng. Lời vừa dứt, đáy mắt Mục Tuyết có ánh sáp lập lòe, một luồng uy áp cuồn cuộn phóng ra, ập thẳng về phía Lâm Nhất. Loại uy áp này có thế đến cực nhanh, nếu như người ngoài không kịp phòng bị thì chắc chắn sẽ phải trọng thương ngay tại chỗ. Thực lực nếu như kém hơn một chút thì có lẽ sẽ bị chấn đến hộc máu. Lâm Nhất từ đầu đến cuối đều không quá chú ý đến nữ tử này, nhưng khi luồng uy áp kia vừa mới phóng ra thì hắn đã nhạy cảm bắt được. Lập tức nhướng mày, một luồng uy áp hoàn toàn không hề kém cạnh từ trong cơ thể hắn bắn ra. Dầm. Uy áp kia của đối phương lập tức nổ tung ở xung quanh người Lâm Nhất, trong tiếng nổ rung trời, không khí nổi lên từng đợt sóng lăn tăn. Bóng dáng Lâm Nhất trong những gợn sóng này thoáng vẻ mờ ảo. Đợi đến khi gợn sóng tan đi, cuồng phong kéo đến, áo sam của Lâm Nhất phấp phới, tóc dài tung bay mà trên người hắn lại không hề dính chút thương tích. View. Đáy mắt Mục Tuyết thoáng vẻ khác lạ, bóng người loáng lên xoay tròn lao qua như một mũi tên. Nàng ta không hề phát tán ra kiếm ý của mình nhưng bản thân nàng ta phảng phất đã như một thanh bảo kiếm lấp lánh ánh sáng. Không cần phải tuốt ra khỏi vỏ đã mang đầy hàn mang sắc bén, phong mang tùy ý. Cơ thể cao giáo uyển chuyển phá không lao đến, phong mang chói lọi kia ập đến khiến hai má của Lâm Nhất rung lên. Mặt Lâm Nhất thoáng biến sắc, trong lòng thầm nhủ, đệ tử từ Thiên Kiếm Tông này ra quả thực có chút bất phàm.
chỉ là một đệ tử nội môn mà đã che lấp đi hào quang của rất nhiều đệ tử nòng cốt trong thư viện Thiên Phủ. Để mà so sánh, thì Lăng Tiêu Kiếm Các của đế quốc Đại Tần quả thực là kém xa. Nhưng cho dù là bụi trần thì cũng đều có tự tôn của mình. Huống hồ là Lâm Nhất hắn. Dám đến khiêu khích, bất kể ngươi là ai, đều cũng phải cút trở về cho ta. Đáy mắt Lâm Nhất lóe lên hàn mang lạnh lẽo, đóa tử diên hoa màu bạc ở nơi tử phủ bỗng nhiên bung nở. Không đợi đến khi tất cả các cánh hoa nở hết, chân nguyên màu bạc hùng hậu mà cô đọng đã tràn ra khắp toàn thân, loại sức mạnh dồi dào tựa như vô số con sông đang cuộn trào trong cơ thể hắn. Đợi đến khi đối phương áp sát, năm ngón tay Lâm Nhất siết chặt, giống như một con hung thú đang tích tụ sức mạnh chờ được bùng phát, lại giống như một thanh kiếm sắc bén được tuốt khỏi vỏ, nện ra một quyền sấm sét. Quỳnh! Mục Tuyết đến rất nhanh nhưng đi cũng nhanh, theo tiếng nổ vang lên, chớp mắt đã bị chấn bay ra ngoài. Sau khi đáp xuống đất, gương mặt nàng ta đỏ lựng đến phát sợ, hự một tiếng trong cổ họng. Chỉ một quyền đã bị nện cho bay ra ngoài, nghe chừng cũng mất khá nhiều thể diện. Chân nguyên cuồn cuộn không dứt bên trong cơ thể tràn ra, đánh tan quyền mang bên trong cơ thể, đôi mắt Mục Tuyết lạnh băng, lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá Lâm Nhất. Thần sắc thay đổi liên tục, một hồi sau. Cuối cùng cũng mở miệng nói, quả thực không yếu như trong tưởng tượng của ta, nhưng một chưởng này ta cũng mới chỉ dùng có 3 phần lực. Giọng nói lạnh lùng vẫn mang ý không phục như cũ. Nhưng cơn giận trong người đã giảm đi không ít, không còn nhìn đời bằng nửa con mắt như lúc đầu nữa, cũng coi như đã dần chấp nhận Lâm Nhất. Lâm Nhất cười mà không nói. Chỉ dùng 3 phần lực, ta chắc gì đã không phải như thế. Tiểu nha đầu, bây giờ biết lời ta nói không phải giả rồi chứ, tiền bối Đường Du mặt lộ ý cười, khẽ giọng nói. Mục Tuyết thu hồi lại tầm mắt, hờ hững nói, ta còn chưa có xuất kiếm đâu. Thiên Kiếm Tông lấy kiếm lập tông, môn hạ đệ tử đương nhiên cũng sở trường về tu vi kiếm đạo. Xuất kiếm và không xuất kiếm hoàn toàn là 2 loại lực chiến đấu khác nhau. Không xuất kiếm, chỉ dựa vào kiếm ý vừa mới nhập tiên thiên thì vẫn còn chưa đủ. Lâm Nhất trái lại chẳng tranh cãi, chỉ là trong lòng thầm nhủ, nhà đầu này e là vẫn chưa từng được chứng kiến phong thái của hắn khi xuất kiếm. Nếu không... chắc chắn sẽ hối hận vì đã nói những lời này. Được rồi, đừng làm rộn lên nữa. Đệ tử của Thư viện Bạch Ngọc sợ là đã gây sự đến đây rồi, sóng gió cỡ này bậc trưởng lão như ta chắc chắn không thể ra mặt. Cuộc chiến giữa năm Thư viện còn 10 ngày nữa là sẽ bắt đầu, ta không muốn trước lúc đó lại truyền ra tin tức gì gây bất lợi cho Thư viện Thiên Phủ, 2 người các ngươi đừng có lề mề nữa. Vẻ mặt tiền bối Đường Du nghiêm trọng, nói bằng giọng nhàn nhạt. Vậy thì đi gặp mặt đám người Thư viện Bạch Ngọc này thôi. Thấy vậy, Mục Tuyết không dám gây chuyện nữa. Đệ tử của Thư viện khác đến đây khiêu khích, đối với giới võ đạo mà nói thì đây là việc thường như cơm bữa, chẳng qua chỉ là chút tranh giành sĩ diện mà thôi. Thế lực càng lớn thì càng để ý đến danh tiếng. Huống hồ còn là trước khi cuộc chiến giữa năm Thư viện diễn ra, tiền bối Đường Du khá là quan tâm đến sự việc lần này. Hãy nhớ đừng bao giờ coi thường Lâm Nhất, nếu không sự thiệt thòi mà con phải chịu sẽ chỉ nhiều hơn hôm nay mà thôi. Lúc 2 người đang chuẩn bị ra khỏi cửa, trong tai Mục Tuyết vang lên lời nói của tiền bối Đường Du, đó là do ông ta truyền âm riêng cho nàng ta. Dáng người cao giáo mảnh mai của nàng ta khẽ khựng lại, mà sau đó lại không hề tỏ ra bất kỳ biểu hiện khác lạ nào. Ta cảm thấy điều cô vừa nói cũng đúng. Chút bất hòa nhỏ này để một mình Mục Tuyết cô nương đi xử lý là được. Ra khỏi lầu trúc, Lâm Nhất khẽ giọng nói. Nhà đầu này tính tình quái đản, ấn tượng với mình lại không tốt, không có việc gì tốt nhất đừng đi chung thì hơn. Bớt nói nhảm. Mục Tuyết trợn mắt nhìn Lâm Nhất, bây giờ không biết vì sao lại thay đổi thái độ. Trước đó còn khá là kiêu ngạo. Lâm Nhất cười bất đắc dĩ, trong lòng thở dài một cái. Rồi vẫn quyết định đi theo. Ai bảo ông nội nàng ta còn nợ mình một viên đan dược tứ phẩm chứ, tạm thời cứ tùy ý ứng phó vậy. Cả đường đi, những đệ tử của Thư viện Thiên Phủ này sau khi nhìn thấy Mục Tuyết thì gần như không thể rời được tầm mắt đi nữa. Có một số ít đệ tử nhận ra thân phận của nàng ta thì càng kích động không thôi, nhưng lại có chút không tự tin, hầu như không dám bước lên trước chào hỏi.
Mục Tuyết gần như không hề để tâm đến chuyện này, hai người cứ đi trong yên lặng như vậy. Lâm Nhất, thực sự là Mạc Linh tỷ tiến cử ngươi sao? Hồi lâu, cuối cùng Mục Tuyết cũng phá vỡ bầu không khí yên lặng. Việc này trái lại chẳng có gì phải giấu giếm cả, Lâm Nhất nói ra sự thực với đối phương. Chỉ là đáy mắt thoáng qua vẻ khác lạ, nhà đầu này coi trời bằng vung, nhưng lại cực kỳ kính sợ Mạc Linh. Vậy mà lại là thật, không thể tin nổi. Mục Tuyết xoay người lại nghi ngờ đánh giá Lâm Nhất một hồi, thằng nhóc này vậy mà cũng có chút bản lĩnh, thực lực không tệ. Nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi, muốn xoay chuyển tình thế trong cuộc chiến giữa năm thư viện lần này, e là có chút miễn cưỡng. Trong lòng cô có sự lựa chọn khác phù hợp hơn sao? Lâm Nhất đột nhiên mở lời, hỏi thẳng vấn đề, Mục Tuyết thoáng ngây người, trực giác nhạy cảm này của Lâm Nhất khiến nàng ta có chút ngạc nhiên. Một hồi sau mới trấn tĩnh nói, quả thực là có, ta cũng không giấu ngươi, Mai Tử Viêm tiến cử một người cho ông nội ta. Cuộc chiến giữa năm thư viện liên quan đến sinh tử tồn vong của thư viện, nếu như có thể ta hy vọng ngươi có thể chủ động rút lui. Nhà đầu này vẻ mặt đầy nghiêm túc, nhìn không giống như đang nói đùa. Lâm Nhất cười nhạt nói, nhưng tính cách của ta nếu như đã hứa với người khác làm việc gì thì trước giờ không có lý do để thất hứa, nếu như cô bằng lòng, có thể nhường lại vị trí của mình. Vậy đến lúc đó ngươi đừng có hối hận. Mục Tuyết có chút tức giận quay ngoắt đầu đi, rảo nhanh bước chân. Đại khái thời gian khoảng nửa chén trà sau, bước chân của Mục Tuyết dừng lại, đôi mắt lạnh băng hướng về phía quảng trường ở phía trước mặt. Là quảng trường Hỏa Ngục, Lâm Nhất không hề xa lạ gì với nơi này. Giờ phút này ở phía trên quảng trường đang tụ tập vô số đệ tử thư viện, Mục Tuyết ngẩng đầu nhìn qua, sắc mặt thoáng thay đổi. Lâm Nhất theo tầm mắt của nàng ta nhìn qua, chỉ thấy ở giữa quảng trường đang có hai người giao đấu. Chỉ là kiểu giao đấu này mạnh yếu rất rõ ràng, đệ tử mặc áo tím của thư viện Thiên Phủ rõ ràng không bằng được đối phương. Tu vi của thanh niên áo trắng kia tương đối thâm hậu, có thể kết thúc cuộc chiến bất cứ lúc nào, nhưng bây giờ lại đang cố tình trêu đùa mà thôi. Quả nhiên như vậy, sau một hồi giao đấu, thanh niên áo tím kia đã bị đánh văng ra ngoài. 20 năm chỉ như một cái búng tay, thư viện Thiên Phủ lại vẫn khóa này không bằng được khóa trước, cái gọi là đệ tử nòng cốt cũng vẫn tệ như vậy. Thanh niên áo trắng sau khi giành chiến thắng thì lại vô cùng ngông cuồng, lạnh lùng cười chế giễu. Kiểu ngông cuồng này đương nhiên khiến cho rất nhiều đệ tử không phục, nhưng thanh niên áo trắng này trước đó đã liên tiếp đánh bại vài người. Từng ánh mắt đầy lửa giận đổ dồn lên người hắn ta, nhưng lại chẳng có ai dám bước ra đối đầu. Thanh niên áo trắng cười lạnh lùng nói, thực lực này của ta, ở trong thư viện Bạch Ngọc chẳng tính là gì, đến ta cũng không thắng được thì cuộc chiến giữa năm thư viện lần này, ta xem thư viện Thiên Phủ các ngươi có không muốn lót đáy cũng khó. Nói xong, vẻ mặt của đám người này đầy khinh miệt đi thẳng về phía bên ngoài quảng trường Hỏa Ngục. Phong mang của thanh niên áo trắng đang hừng hực, nên chẳng có người nào dám đứng ra đánh với hắn ta, bất đắc dĩ bọn họ phải nhường ra một con đường. Nhưng đúng vào lúc định rời đi lại phát hiện ra hai bóng người không hề nhường đường mà chặn cứng ở cửa. Hai bóng người này đương nhiên là Lâm Nhất và Mục Tuyết vừa mới đến nơi. Thanh niên áo trắng kia cảm nhận được khí tức của hai người thì sắc mặt thoáng thay đổi, trong mắt đảo qua đảo lại giữa hai người. Nữ tử kia mang đến cảm giác cực kỳ nguy hiểm, không dễ chọc vào. Cuối cùng ánh mắt đặt lên người Lâm Nhất, thiếu niên này trái lại trông có vẻ không hề đáng sợ. Khóe miệng không khỏi cong lên một nụ cười lạnh lùng, trước đó người dám chặn đường ta, bây giờ đều đã nằm xuống đất cả rồi, nếu người biết điều còn không mau cút đi. Đừng làm mất thể diện của thư viện. Mục Tuyết trái lại khá quyết đoán, để lại một câu nói rồi sau đó lui ra. Dường như có ý muốn chứng kiến sức mạnh thực sự của Lâm Nhất xem rốt cuộc đến đâu. Đừng làm mất thể diện của thư viện. Lời nói với ngữ khí khá nặng nề của Mục Tuyết bất chợt thu hút sự chú ý của mọi người trên quảng trường Hỏa Ngục, lập tức vô số ánh mắt đổ dồn về phía này. Khi tất cả ánh mắt kia nhìn thấy là gương mặt của Lâm Nhất thì trong đáy mắt đều thoáng vẻ lạ lùng. Là Lâm Nhất? Sao hắn lại đến đây, tiểu tử này đến đây xem chúng ta trở thành trò cười hay sao? Nếu hắn đến thì ít nhiều cũng có thể cứu vớt một chút thể diện cho chúng ta. Nếu không sẽ rất có lỗi với đóa hoa huyền âm chín cánh mà hắn đã lấy được.
Đúng vậy, nếu đã luyện hóa hoa huyền âm chín cánh mà còn thua trong tay đối phương thì không còn gì để nói. Trong lúc nhất thời, những lời bàn tán vang lên trên quảng trường hỏa ngục. Lâm Nhất nghĩ thầm, trong tình thế này, hắn như mũi tên đã lên dây, không thể không bắn. Trận chiến này không thể tránh được. Vậy thì đánh thôi nào. Thanh niên áo trắng nhận ra sự xôn xao, tia hưng phấn xẹt qua trong mắt, hắn ta cười lạnh, có vẻ như ngươi cũng không phải hạng người vô danh ở thư viện này. Tốt lắm, ta đang cần tìm những người như ngươi, thắng mấy tên vô dụng nhiều thì có gì thú vị. Thư viện Bạch Ngọc chỉ biết phái loại người như ngươi đến để thăm dò thực lực của thư viện Thiên Phủ thôi sao? Đối mặt với khí thế hùng hổ của đối phương, Lâm Nhất bình tĩnh đáp, trong lời nói tràn đầy khinh thường. Ánh mắt thanh niên áo trắng chợt lóe, khi bị Lâm Nhất khinh thường như vậy, hắn ta chỉ cười, như ngươi thấy, thư viện Bạch Ngọc quả thật không có thứ hạng cao, nhưng nếu ngay cả một tên vô dụng như ta mà ngươi cũng không bằng, thì bản thân các hạ còn không bằng một kẻ vô dụng. Chỉ bằng một con mèo con chó thôi. Hắn ta tỏ ra rất khiêm tốn, nhưng nếu như thắng thì sự nhục nhã mang lại cho đối thủ sẽ nhân lên gấp bội lần. Mấy lần trước, thanh niên áo trắng rất thích cảm giác vui sướng vì sỉ nhục đối thủ sau khi giành chiến thắng như thế này. Điều này khiến người của thư viện Thiên Phủ hận đến nghiến răng, nhưng lại không thể làm gì. Đừng nói nhảm nữa, cứ ra tay đi, ta luôn sẵn sàng tiếp đón. Lâm Nhất không rông dài, lạnh nhạt hối thúc. Cô nương, nếu cô đã chọn đứng ngoài cuộc, hôm nay thư viện Thiên Phủ không muốn mất mặt e rằng sẽ còn khó hơn lên trời. Sau khi xác định Mục Tuyết sẽ không ra tay, thanh niên áo trắng tỏ ra vô cùng tự tin. Không đợi nói xong, chín loại linh văn biến ảo quanh người hắn ta, những hoa văn kia tràn ngập ánh sáng vàng kim tỏa khí thế sắc bén. Tất cả đều là linh văn tam phẩm. Rất nhiều linh văn lập tức hội tụ thành một ảnh ảo hình rồng. Rừ, cùng với tiếng rồng ngâm trầm thấp, dường như có một con rồng vàng dài 10 trượng bỗng dưng xuất hiện, bổ nhào về phía Lâm Nhất. Con rồng vàng kia vừa nhanh vừa mạnh, nằm ngoài dự liệu của mọi người, chớp mắt đã đáp xuống trước mặt Lâm Nhất, định nuốt chửng hắn. Chín loại linh văn tam phẩm, hồn lực của tiểu tử này thật đáng sợ. Trình độ linh văn mạnh quá. Chỉ mới diễn hóa mấy loại linh văn đã ngưng tụ khí thế khủng khiếp như thế. Quả nhiên hắn ta đã che giấu thực lực. Mọi người đều kinh ngạc, chắc hẳn thanh niên áo trắng này đã thăng cấp lên huyền sư tam phẩm nhiều năm, nên mới có thể điều khiển linh văn tam phẩm thuần thục như thế. Đối mặt với con rồng vàng ảnh ảo này, bước chân Lâm Nhất không hề di chuyển, chân nguyên trong cơ thể dao động. Ngón giữa tay phải cong xuống, ngón cái từ từ đặt lên. Ngay tức khắc chân nguyên cuồn cuộn như con sông lớn hội tụ trên ngón giữa, như thể sắp có sóng thần. Nhưng ngón cái của Lâm Nhất lại như một ngọn núi sừng sững chặn nó lại, không để toát ra chút khí tức nào. Dưới sự kiềm chế này, sức mạnh ẩn chứa trong ngón tay không ngừng tăng lên, vô cùng cuồng bạo, một đóa hoa tử diên màu bạc từ từ hiện lên trên mu bàn tay. Khi đóa hoa tử diên kia hoàn toàn hiện rõ, Lâm Nhất gập ngón tay búng ra. Một chùm kiếm quang màu bạc xuất hiện, nó tựa núi kêu biển gào, xé rách hư không, lao đi như một tia chớp. Bùm! Con rồng vàng kia lập tức bị xuyên thủng, trong tiếng nổ có dư chấn màu vàng trào ra. Dư chấn này đánh vào người Lâm Nhất khiến hắn ngạc nhiên, linh văn thật sắc bén, nó đâm vào làm hắn cảm thấy hơi đau nhức. Phải biết rằng đây chỉ là dư chấn, thể chất của hắn là long tượng chiến thể đỉnh phong. Một đối thủ thú vị, nếu không có gì ngoài ý muốn thì cả chín loại linh văn này đều là linh văn thuộc tính kim có tính đâm xuyên mạnh nhất. Đối phương có tu vi ngang với Dương Hùng, nhưng trình độ linh văn lại cao hơn mấy bậc. Nếu xét riêng về thi đấu linh văn, có lẽ thực lực của Lâm Nhất sẽ kém xa đối phương nhiều, thảo nào hắn ta dám kiêu ngạo như thế ở thư viện Thiên Phủ. Nhưng sự kinh ngạc trong lòng thanh niên áo trắng còn lớn hơn, chiêu này của hắn ta thoạt nhìn nhẹ nhàng. Nhưng trên thực tế lại cực kỳ mạnh, chỉ cần bất cẩn một chút sẽ mất mạng ngay tại chỗ. Nhưng lúc này nó lại bị Lâm Nhất đánh tan một cách dễ dàng. Sức mạnh toát ra từ chùm kiếm quang kia suýt khiến hắn ta không thể đứng thẳng, chỉ riêng dư chấn thôi đã đủ làm hắn ta không chịu nổi. Tiểu tử này xuất hiện ở thư viện Thiên Phủ từ khi nào, tại sao chưa nghe nói đến bao giờ?
Thanh niên áo trắng nghĩ thầm trong lòng, chín loại linh văn không ngừng dao động quanh người hắn ta. Chúng tỏa ánh sáng vàng óng ánh, làm cho uy áp trên người hắn ta có vẻ vô cùng lớn mạnh. Một tia sáng lạnh chợt lóe qua trong mắt hắn ta, chín loại linh văn đang dao động này đột nhiên bay lên, xé rách hư không, lao đi như một những rắn độc với góc độ cực kỳ xảo quyệt. Rõ ràng chỉ có chín loại linh văn nhưng lại mang tới cho người ta cảm giác như nghìn quân vạn ngựa, ùn ùn kéo đến. Chiêu thức này nhìn có vẻ nhẹ nhàng, nhưng mỗi loại linh văn đều vô cùng sắc bén, tính đâm xuyên cực mạnh, góc độ còn rất xảo quyệt, chỉ cần chúng một loại đều sẽ rất khó chịu. Hơn nữa, uy áp kia còn mang lại cảm giác như nghìn quân vạn ngựa, đặt mình vào đó sẽ có áp lực rất lớn. Nhưng đối với Lâm Nhất thì vẫn chưa đủ. Sau khi thăng lên cảnh giới âm huyền viên mãn, sự thâm hậu trong tu vi của hắn sớm đã không như những người cùng cảnh giới tưởng tượng. Mỗi khi giơ tay nhấc chân, nhẩm niệm là có thể bộc phát chân nguyên khiến cảnh giới dương huyền tiểu thành cũng không dám lơ là. Đóa hoa huyền âm chín cánh kia sao có thể luyện hóa chơi được, tử diên kiếm quyết sao có thể chỉ là hư danh. Hắn chỉ cần tung một quyền là có thể dùng sức phá thủ đoạn, đánh vỡ chín loại linh văn này. Nhưng như vậy có vẻ không thú vị lắm. Lâm Nhất cười nhạt, khi thấy những tia điện biến hóa từ chín loại linh văn kia sắp đánh xuống với góc độ xảo trá, hắn đưa tay ra, hồn ấn vặn vẹo nơi huyền cung hóa thành một sợi lông vũ hỏa phượng xuất hiện trong lòng bàn tay. Văn hỏa vũ. Không ít người nhìn thấy rõ linh văn trong lòng bàn tay Lâm Nhất đều biến sắc, hết sức ngạc nhiên. Trong cùng một phẩm cấp, linh văn cũng được chia thành cao và thấp. Văn hỏa vũ này là một trong 10 loại linh văn tam phẩm khó vẽ nhất. Nhưng một khi vẽ thành công, linh văn này sẽ có uy lực rất đáng sợ. Dưới ánh lửa chiếu rọi, khuôn mặt anh tuấn của thiếu niên trông có vẻ cương nghị và góc cạnh. Khi hồn lực phun trào, văn hỏa vũ dài bằng lòng bàn tay Lâm Nhất lập tức bay lên hóa thành một cột lửa vặn vẹo, quấn từng vòng quanh người hắn. Chín tia điện vàng kim lao tới từ bốn phía lập tức chui vào trong cột lửa này, phát ra những tiếng nổ rung trời, mặt đất không ngừng rung chuyển. Ngọn lửa hừng hực hoàn toàn chôn vùi Lâm Nhất, thỉnh thoảng có thể nghe thấy âm thanh tia điện lập lòe bên trong ngọn lửa, vô cùng đáng sợ. Đợi đến khi dư chấn tan đi, thiếu niên không hề hấn gì ngoài việc quần áo bị rách vài lỗ. Khi thanh niên áo trắng đang chìm đắm trong sự kinh hãi, Lâm Nhất lại cảm thấy phấn khích. Văn hỏa vũ này quả nhiên không tầm thường, không uổng công hắn đã chịu đựng cơn đau như sắp chết khi ngưng tụ hồn ấn. Không ngờ tiểu tử này lại dùng văn hỏa vũ ngưng tụ hồn ấn. Thanh niên áo trắng mắng thầm một câu, sau đó lạnh giọng quát, linh văn không làm gì được ngươi, chẳng lẽ tu vi của ta cũng không thể trấn áp ngươi sao? Ngoan ngoãn quỳ xuống cho ta. Trong mắt ngưng tụ ánh sáng lạnh, vẻ dữ tợn hiện lên trên mặt. Tu vi cảnh giới âm huyền viên mãn bùng nổ. Khí tức âm hàn lập tức tràn ngập trong lòng bàn tay, sau đó lao đi như quỷ mị. Một trường như tia chớp này nhanh đến mức khiến người ta không thể nhìn thấy bằng mắt thường, trong tích tắc đã tới trước ngực Lâm Nhất. Xong đời. Không ít đệ tử thư viện Bạch Ngọc lộ ra vẻ mừng rỡ, người ngoài không biết nhưng họ biết rất rõ, chiêu hàn minh trưởng này của sư huynh cực kỳ bá đạo, khí lạnh nồng đậm sẽ tạo thành độc. Người chúng không chết thì cũng bị thương. Các đệ tử thư viện Thiên Phủ phản ứng lại, kinh ngạc thốt lên, ngay cả Mục Tuyết cũng ngạc nhiên. Nhưng cảnh tượng khiến người ta bất ngờ xuất hiện, Lâm Nhất bị Hàn Minh trưởng đánh trúng lại không hề nhúc nhích, sắc mặt hồng hào, bình tĩnh như thường, hoàn toàn không nhìn ra dấu hiệu bị thương. Ngược lại, thanh niên áo trắng tỏ ra như gặp quỷ, con ngươi như sắp rơi ra ngoài, há to miệng không nói nên lời. Hắn ta kinh hãi phát hiện chân nguyên của mình chui vào trong cơ thể đối phương như bùn đổ về biển, bước vào một vùng biển mênh mông. Biển chân nguyên mênh mông trong vùng tử phủ của đối phương chỉ gợn sóng nhẹ, không chút dao động. Sự chênh lệch về chân nguyên lớn đến mức vượt quá sự tưởng tượng của hắn ta. Không ngờ hắn ta lại dám so chân nguyên với hắn, đúng là không sợ chết, Lâm Nhất cười khẩy, trầm giọng quát, đến lượt ta ra tay rồi nhỉ. 81 cánh hoa tử diên đều nở rộ, vùng tử phủ màu bạc lập tức nổi sóng lớn, chân nguyên mênh mông như biển sôi trào mãnh liệt, tràn ngập khắp toàn thân. Hắn siết chặt 5 ngón tay,
kiếm quang như phá tan bóng đêm lập tức đánh vào ngực thanh niên áo trắng. Bùm, răng rắc. Đầu tiên là tiếng huyền giáp nổ tung, tiếp đến là tiếng xương gãy, thanh niên áo trắng hộc máu, văng ra xa như viên đạn pháo. Lâm Nhất trúng trưởng vẫn đứng bất động như núi và thanh niên áo trắng trúng quyền văng ra xa, một tính một động tạo thành sự tương phản rõ rệt. Mọi người đều không ngờ sự chênh lệch lại lớn đến vậy. Nhìn thanh niên áo trắng giãy giụa đứng lên, Lâm Nhất cười bảo, thảo nào các hạ lại không có thứ hạng trong thư viện Bạch Ngọc, như ngươi đã nói, ngươi đúng là một tên vô dụng, ngay cả một quyền của ta cũng không đỡ được. Cái gọi là con mèo con chó chắc cũng chỉ có vậy thôi. Ngươi! Nghe vậy, vẻ mặt thanh niên áo trắng liên tục thay đổi, sau khi bị sỉ nhục như vậy, hắn ta tức tới mức toàn thân run rẩy. Rất nhiều đệ tử thư viện Thiên Phủ nghe thấy những lời này đều sảng khoái, ai cũng bật cười, không nhịn được lên tiếng so sánh. Tiểu tử này thật độc miệng. Mục Tuyết đứng cách đó không xa, trong đôi mắt lạnh lùng của nàng ta lộ ra ý cười ít gặp. Thua thê thảm. Sau khi thua về trình độ linh văn, hắn ta định giành thắng lợi về tu vi võ đạo, ai ngờ lại thua thê thảm hơn. Chỉ một quyền đã làm hắn ta bị gãy xương sườn. Lục phủ ngũ tạng bị thương. Nếu không nhờ hắn ta mặc giáp trong thì không biết sẽ bị thương đến mức nào, e rằng ngay cả giãy giụa đứng lên cũng không làm được. Đối mặt với những lời sỉ nhục của Lâm Nhất, thanh niên áo trắng đỏ mặt, cắn răng đáp lời, tài nghệ không bằng người, tại hạ tâm phục khẩu phục, nhưng các hạ đừng khinh người quá đáng, sỉ nhục thanh danh của thư viện Bạch Ngọc. Ta có hả? Lâm Nhất cười khẽ, lẽ nào những lời đó không phải do ngươi nói? Hay là do Lâm Mỗ nghe nhầm? Chẳng phải các hạ tự nhận mình vô dụng, các hạ đã nói gì mà còn không bằng một tên vô dụng, đệ tử của Thư viện Thiên Phủ chẳng khác nào con lợn con chó ư? Sao nào, lúc bắt nạt Thư viện Thiên Phủ thì đắc ý vênh váo, còn khi thua trong tay ta lại không dám thừa nhận những lời mình đã nói? Những lời của Lâm Nhất lập tức khiến thanh niên áo trắng đỏ mặt, cứng họng không trả lời. Nhưng Lâm Nhất vẫn chưa định buông tha cho hắn ta, bèn cười mỉa mai, thấy ngươi thua thê thảm như vậy mà các sư huynh đệ bên cạnh ngươi lại thờ ơ, chắc họ cũng như tên vô dụng nhà ngươi thôi nhỉ. Hay là ở thư viện Bạch Ngọc, họ chỉ như con mèo con chó, không dám để bị mất mặt ở thư viện Thiên Phủ. Ngươi nói gì đó? Tiểu tử nhà ngươi có gan thì lặp lại lần nữa xem. Những lời này có sức sát thương quá lớn, lập tức chọc giận các đệ tử thư viện Bạch Ngọc khác. Ai cũng trợn trừng mắt lên. Lâm Nhất cười, ta nói gì, chẳng lẽ các ngươi không nghe rõ sao? Còn cần ta lặp lại thêm một lần, sỉ nhục các ngươi thú vị quá đi mà. Đám người này giận đỏ mặt, muốn ra tay nhưng nghĩ tới sự thất bại thê thảm của thanh niên áo trắng lại sinh lòng e sợ. Thật xấu hổ, lần này họ đã làm mất hết mặt mũi của thư viện Bạch Ngọc. Nói năng hùng hồn thật, đã lâu không gặp. Không ngờ Thư viện Thiên Phủ lại xuất hiện một nhân vật. Đúng lúc này, một bóng người từ phía sau quảng trường hỏa ngục chậm rãi đáp xuống. Người đến thoạt nhìn mới hơn 20 tuổi, mặt mũi như kiếm, khí chất xuất trần, nhưng đôi mắt lại rất thành thục và chín chắn. Người này vừa xuất hiện, đám đệ tử Thư viện Bạch Ngọc lập tức mừng rỡ. Tào sư đệ, cuối cùng đệ cũng đến rồi. Mau giúp chúng ta dạy cho tiểu tử này một bài học đi. Hắn quá ngông cuồng, hoàn toàn không để Thư viện Bạch Ngọc chúng ta vào mắt. Nhìn thấy thanh niên đột nhiên xuất hiện này, đám đệ tử Thư viện Bạch Ngọc tỏ ra như nhìn thấy cứu tinh. Thanh niên họ Tào lạnh lùng bước thẳng tới trước, mắt nhìn về phía Lâm Nhất. Ánh mắt hắn ta cực kỳ sắc bén, tựa như mũi tên muốn đâm xuyên Lâm Nhất, hắn ta lên tiếng, các hạ chính là công tử Táng Hoa Lâm Nhất đến từ đế quốc Đại Tần đúng không? Ta đi một vòng Thư viện Thiên Phủ. Có vẻ như không có ai không biết tên của ngươi. Là ta. Lâm Nhất nhẹ giọng trả lời. Khi đối phương quan sát hắn, hắn cũng đang quan sát đối phương. Thanh niên họ Tào này toát ra khí tức rất mạnh nhưng lại như cách một lớp sương mù, khiến người ta không thể thăm dò rốt cuộc tu vi võ đạo của hắn ta là cảnh giới gì, có vẻ sâu không lường được. Về phần cảnh giới huyền sư, hắn ta mạnh hơn thanh niên áo trắng kia rất nhiều. Chắc hẳn trình độ linh văn cũng rất cao. Trong thế hệ đồng lứa với hắn ta chỉ có Mạc Linh sư tỷ mới có thể trấn áp được người này, ngoài ra không còn ai khác. Trái lại,
khí chất toát ra từ trong ánh mắt ấy lại khá tương tự với Mục Tuyết. Ta tên Tào Hưu, xin hãy nhớ tên của ta. Nói xong, Tào Hưu nở nụ cười quỷ dị, giơ tay lên búng tay. Grrr. Ngay tức khắc có rất nhiều linh văn xuất hiện quanh người hắn ta, trong nháy mắt ngưng tụ thành một con mãnh hổ tràn đầy uy áp. Cùng với một tiếng thú giống, con mãnh hổ hình thành từ những linh văn này bật nhảy lên, bổ nhào về phía Lâm Nhất như vua của muôn loài. Mãnh hổ nhảy lên không trung, cơ thể khổng lồ và dũng mãnh của nó tạo thành cái bóng bao trùm lấy Lâm Nhất. Ầm. Khi cái bóng kia bao trùm lên, Lâm Nhất chợt căng thẳng, cảm thấy toàn thân trở nên cứng đờ khi bị con hung thú này trấn áp. Uy áp mạnh quá. Vẻ kinh ngạc thoáng qua trong mắt, nhưng khi Lâm Nhất chuẩn bị dùng kiếm ý tiên thiên gần đạt tới đại thành để đâm xuyên uy áp mạnh mẽ này. Một bóng hình yêu kiều chắn trước mặt hắn, nàng ta rút kiếm ra khỏi vỏ, một tia kiếm quang sáng rực như ban ngày xẹt qua hư không, bừng bừng khí thế lao đi. Răng rắc. Con mãnh hổ đang nhào tới kia lập tức bị tia kiếm quang này chém thành hai nửa. Tào Hưu, đối thủ của ngươi là ta. Mục Tuyết đứng trước mặt Lâm Nhất, một tay cầm kiếm, lạnh lùng nói. Tào Hưu cũng không bất ngờ khi thấy Mục Tuyết ra tay, hắn ta nhìn đối phương, cười bảo, Mục Tuyết, cô đã chịu từ Thiên Kiếm Tông về rồi à? Mục Tuyết hờ hững đáp, ngươi thì có khác gì? Tào Hưu của Huyền Viêm Tông. Lời nói của hai người khiến mọi người ở đây đều giật mình, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc. Không vì điều gì khác, bất kể là Thiên Kiếm Tông hay Huyền Viêm Tông đều là một trong chín bá chủ của cổ vực Nam Hoa. Cái gọi là bá chủ tức là sừng bá một phương, sừng sững không ngã, thực lực sâu không lường được. Các đệ tử đến từ thế lực cấp bậc bá chủ đều cao cao tại thượng, những tông môn khác đến cả trưởng lão cũng không dám trêu chọc. Ngay cả trưởng lão của các thế lực cấp bậc chuẩn bá chủ cũng không ngoại lệ. Hai người trước mặt này rõ ràng đều xuất thân từ thế lực cấp bậc bá chủ, đều đến vì cuộc chiến giữa năm thư viện này, thực sự khiến người ta ngạc nhiên. Để ta xem rốt cuộc cô có tiến bộ gì trong những năm qua ở Thiên Kiếm Tông không? Đôi mắt Tào Hưu sáng rực lên, một khí tức đáng sợ toát ra từ trên người hắn ta. Trước khí thế này, gió thổi mây trôi, đất trời đổi sắc. Người ngoài cũng bắt đầu trở nên căng thẳng. Cảnh giới Dương Huyền Tiểu Thành. Thanh niên thoạt nhìn mới 20 tuổi này lại có tu vi cảnh giới Dương Huyền Tiểu Thành, đệ tử của thế lực cấp bậc bá chủ quả nhiên không tầm thường. Mục Tuyết lạnh nhạt, không nói lời nào, nâng khí thế của mình lên tới cực hạn, không ngờ cũng là tu vi cảnh giới Dương Huyền Tiểu Thành. Quả nhiên. Trong lòng Lâm Nhất cũng không quá bất ngờ. Chẳng trách lúc mới gặp nữ nhân này đã khinh thường hắn. Dù đã chịu thiệt lớn trong tay Lâm Nhất, nàng ta vẫn coi thường hắn, quả nhiên nàng ta đã che giấu tu vi của mình. Trên không trung, hai người lao vào đánh nhau, cả hai đều tung một chiêu. Ầm ầm. Quảng trường hỏa ngục rộng lớn lập tức rung chuyển dữ dội dưới sự thăm dò nhau của hai người. Một luồng dư uy khủng khiếp tản ra, rất nhiều người không tránh kịp đều bị đánh văng. Vèo. Không đợi dư uy tiêu tan, hai người nhanh chóng lùi lại, vẻ mặt cả hai đều khá nghiêm túc, nhưng họ đều biết nếu cứ tiếp tục đánh như vậy thì sẽ không phân được thắng bại. Chỉ mới là thăm dò thôi, cuộc chiến thật sự vẫn phải bắt đầu trong cuộc chiến giữa năm thư viện. Đi. Sau khi tiếp đất, Tào Hưu nhìn Mục Tuyết, cười nhạt một tiếng rồi dẫn những người khác rời đi. Phong thái áp đảo của hắn đã cứu vãn được một phần thể diện cho thư viện Bạch Ngọc. Mục Tuyết cất kiếm vào vỏ, nhìn chằm chằm bóng lưng Tào Hưu, sâu trong mắt thoáng qua vẻ nghiêm túc, nàng ta quay đầu lại nhìn Lâm Nhất, khẽ thở dài, Lâm Nhất, bây giờ đã biết tại sao lúc trước ta lại yêu cầu ngươi từ bỏ danh ngạch chưa? Mỗi thư viện đều chỉ có một danh ngạch mời người ngoài, ta và Liễu Vân Yên đều không được tính là người ngoài. Nếu như có thể, ta hy vọng ngươi sẽ cân nhắc. Xin lỗi, ta đã quyết định chuyện gì thì chưa bao giờ hối hận. Lâm Nhất kinh ngạc nhìn nàng ta, sau đó xoay người rời đi. Tia sáng lạnh xẹt qua trong đôi mắt đẹp của Mục Tuyết. Sau khi chứng kiến Lâm Nhất dùng một quyền đánh bay thanh niên áo trắng, nàng ta đã công nhận hắn. Giọng điệu có thể nói là nhẹ nhàng hơn không biết bao nhiêu, thế nhưng không ngờ lại bị từ chối. Nàng ta lập tức gắt giọng, Lâm Nhất, lẽ nào ngươi vẫn chưa nhìn ra được ư?
nhân vật chính thật sự trên võ đài cuộc chiến giữa năm thư viện luôn là đệ tử xuất thân từ thế lực cấp bậc bá chủ. Ngươi cũng coi như có chỗ hơn người, ta biết ngươi không cam lòng, nhưng sự thật là vậy, dù ngươi có muốn hay không cũng không thể thay đổi. Thực lực của ngươi không xứng với chí khí của ngươi. Ý nàng ta là hắn tự cao, tự cho mình siêu phàm, nhưng không nhận ra sự thật mình chỉ là một con ếch ngồi đáy giếng sao. Thú vị, nhà đầu này lấy đâu ra can đảm để nói những lời này vậy? Vẻ tức giận thoáng qua trong mắt Lâm Nhất, hắn muốn giải thích, nhưng sau khi nghĩ lại thì chắc cũng vô ích thôi. Đối phương đã có ấn tượng như thế về hắn, căn bản không nghe lọt vào tai. Xuất thân từ thế lực cấp bậc bá chủ thì nhất định sẽ cao cao tại thượng, giỏi giang hơn người ư. Lâm Nhất thầm cười khẩy, không nhiều lời, chỉ lạnh nhạt nhìn Mục Tuyết rồi quay lưng bỏ đi, không hề có ý định dừng lại. Nhìn thấy ánh mắt của Lâm Nhất, Mục Tuyết chợt ngẩn ra. Ánh mắt này khiến nàng ta thảng thốt, nàng ta là nhân tài nội môn của Thiên Kiếm Tông, chưa tới một năm nữa sẽ trở thành đệ tử nòng cốt, đến lúc đó dù phóng tầm mắt ra khắp cổ vực Nam Hoa cũng sẽ không có mấy người dám nhìn nàng ta bằng ánh mắt này. Còn hiện tại, với thân phận nhân tài nội môn Thiên Kiếm Tông của nàng ta, tất cả đệ tử thư viện Thiên Phủ đều phải ngưỡng mộ và kính sợ, không dám đến gần nàng ta. Thậm chí cả Mạc Linh Tỷ, người mà nàng ta đã từng sùng bái, nay cũng sẽ không nhìn nàng ta bằng ánh mắt này. Nhưng ánh mắt của Lâm Nhất lại vô cùng kiêu ngạo, trong sự kiêu ngạo còn ẩn chứa một phần khinh thường. Ngay cả khi ở Thiên Kiếm Tông cũng không có ai dám nhìn nàng ta với ánh mắt như vậy. Là vì ta đã chạm tới lòng tự trọng của ngươi sao? Xin lỗi, đừng nói là đế quốc Đại Tần, ngay cả thư viện Thiên Phủ cũng không có tư cách so sánh với Thiên Kiếm Tông. Đợi đến ngày ngươi biết được thực lực thật sự của thế lực cấp bậc bá chủ, có lẽ ngươi sẽ hiểu ý của ta. Nhưng ta đoán cả đời này ngươi cũng rất khó có được cơ hội tiếp xúc với cơ hội này. Dù ngươi có muốn hay không, nhân vật chính của cuộc chiến giữa năm thư viện cũng chỉ có thể là các nhân tài xuất thân từ thế lực cấp bậc bá chủ như chúng ta. Ngươi một mực cố chấp, dù có đi thi cũng sẽ chỉ trở thành nhân vật phụ và bàn đáp thôi. Mục Tuyết thầm khịt mũi, xoay người rời đi. Nghĩ đến việc nàng ta luôn kiêu ngạo ở Thiên Kiếm Tông, rất ít khi chịu phục người, huống hồ chỉ là một chấp sự khách khanh của thư viện nhà nàng ta. Hơn nữa còn chỉ là một chấp sự khách khanh đến từ đế quốc Đại Tần. Ếch ngồi đáy giếng, làm sao biết núi cao bao nhiêu, trời dày bao nhiêu. Dưới chân núi Linh Mộc Phong, Lâm Nhất tình cờ gặp được một người, là Mạc Linh. Sư tỷ, thật trùng hợp. Lâm Nhất nhẹ giọng chào hỏi. Không trùng hợp, ta đang ở đây đợi ngươi. Ngươi đã gặp nha đầu Mục Tuyết kia chưa? Mạc Linh nháy mắt, hỏi. Lâm Nhất gật đầu nhưng không nói tiếp, hắn ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi Linh Mộc Phong. Ngọn núi này nhô lên từ mặt đất, cao ngất chạm đến mây, một lát sau hắn mới hỏi, sư tỷ, tỷ cảm thấy ngọn núi này có cao không? Một tia sáng lóe qua trong mắt Mạc Linh, nàng ta đáp, núi cao còn có núi cao hơn. Vậy còn bầu trời này dày bao nhiêu? Trên trời có trời, trên người có người. Lâm Nhất rời mắt xuống, cười bảo, đúng vậy, trên trời có trời, trên người có người, núi cao còn có núi cao hơn. Ai là ếch ngồi đáy giếng, vấn đề này sẽ có thời gian chứng minh. Mạc Linh nhạy bén, hiểu tính tình của nha đầu Mục Tuyết nên cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra. Nhưng nàng ta không giỏi an ủi người khác, cũng không thích làm điều đó. Nàng ta đã nói những gì mình muốn nói, không có ý định vạch trần. Đây là linh đan tứ phẩm mà viện trưởng luyện chế cho ngươi, đan càn khôn bích vân. Mạc Linh vừa nói. Vừa lấy một chiếc hộp kính nhỏ tinh xảo ra đưa qua. Hai mắt Lâm Nhất tỏa sáng, hắn đưa tay nhận lấy, cười nói ta suýt quên mất chuyện này luôn. Còn ta thì vẫn chưa quên nên mới đứng đợi ở đây. Lúc trước ta đã hứa sẽ cho ngươi một món linh bảo, bây giờ cũng đã chọn xong rồi. Bàn tay trắng như tuyết như ngọc của Mạc Linh vỗ nhẹ vào túi trữ vật, chín cây đoản kiếm lạ mắt bay ra. Đoản kiếm không có chuôi. Chỉ có lưỡi kiếm có hình dạng độc đáo, có thể kết hợp theo ý muốn. Chín cây đoản kiếm có thể nối liền nhau tạo thành một thanh linh kiếm trường xà, cũng có thể giáp hai cây với nhau tạo thành lưỡi dao chữ thập, ngoài ra còn có thể đặt chồng lên nhau tạo thành thanh loan đao bán nguyệt,
thay đổi nhiều kiểu đến hoa cả mắt. Lưỡi kiếm ánh lên tia sáng lạnh sắc bén, trên thân kiếm dường như được khắc linh văn thuộc tính băng khá huyền ảo, nhìn qua như có bông tuyết đang bay. Thời thượng cổ có một món linh bảo nổi tiếng tên là Tuyết Nguyệt Phi Hoa, nó được hợp thành từ 16 cây nguyệt nhận. Vốn dĩ ta không tìm được, cái này là bản sao của Tuyết Nguyệt Phi Hoa, cũng không phải vật phàm, so với quạt ngân thiết trong tay ta cũng không thua kém gì, ngươi thấy thế nào? Mạc Linh vừa điều khiển Tuyết Nguyệt Phi Hoa, vừa nhẹ giọng giới thiệu cho Lâm Nhất. 9 cây đoạn kiếm tên là nguyệt nhận kia bay múa quanh người nàng ta, lúc hợp lúc mở làm nàng ta trông rất đẹp. Lâm Nhất ngắm nghía một lúc rồi đáp, quả nhiên không phải vật phàm, nhưng ta vẫn quen dùng kiếm hơn, có táng hoa là đủ rồi. Vèo. 9 cây nguyệt nhận hợp lại thành một, Mạc Linh cất nó đi, cũng không ép buộc Lâm Nhất, 10 ngày nữa cuộc chiến giữa năm thư viện sẽ chính thức bắt đầu, đến lúc đó ta sẽ đi tìm ngươi. Lâm Nhất gật đầu, nhìn đối phương rời đi, trong lòng lại suy tư. Tu vi của hắn tăng mạnh. Từ cảnh giới âm huyền đại thành đột phá lên cảnh giới âm huyền viên mãn, có thể nói là tăng nhanh như gió, tích lũy lâu dài. Nhưng võ kỹ lại trì trệ không tiến, mãi không có tiến bộ nên làm liên lụy đến tu vi của hắn. Điều này cũng giống như con ngựa chạy nhanh cần kết hợp với yên ngựa tốt. Ngựa tốt kết hợp với yên ngựa tốt, tu vi mạnh cần phải kết hợp với võ kỹ mạnh. Trong thời gian 10 ngày, với ngộ tính hơn người của hắn cũng đủ để nâng thất sát quyền và bá kiếm mạnh lên gấp mấy lần. Luyện quyền trước đã. So với độ khó tu luyện bá kiếm, ngưỡng cửa nắm giữ thất sát quyền của thất sát ấn không cao lắm, tu luyện cũng dễ hơn. Thất sát quyền bao gồm 7 thức. Thức thứ nhất, chúng sinh phẫn nộ. Thức thứ hai, oán thiên bất nhân. Thức thứ ba, chén rượu khó cạn. Thứ tư, ai cạnh bên ta. Thức thứ năm, thiên bất nhân, sinh bất nghĩa. Thức thứ sáu, máu chưa cạn, chiến không ngừng. Thức thứ bảy, giết không tha, trảm diệt tuyệt. Mỗi thức đều có uy lực rất mạnh, đặc biệt là ba thức cuối cùng, mỗi thức đều có thể gọi là cấm thuật, có sức sát thương cực kỳ khủng khiếp. Trong số các quyền pháp cấp địa không có loại nào có thể chống lại nó, đủ để so sánh với võ kỹ cấp thiên. Chỉ cần học được 4 thức đầu của thất sát quyền là đủ để tung hoành trong cảnh giới tử phủ. Nếu có thể tu luyện toàn bộ đến cảnh giới viên mãn, chỉ một quyền này, Lâm Nhất có thể tung hoành cổ vực Nam Hoa, giành được ghế ngồi cho công tử táng hoa hắn trên bảng Long Vân, nơi hội tụ các ngôi sao kia. Lâm Nhất dán ngọc giản thất sát quyền lên ấn đường, sau một lúc suy ngẫm, hắn bắt đầu chính thức tu luyện. Thấm thoát 5 ngày đã trôi qua. Trên sàn diễn võ rộng lớn, thiếu niên trong bộ áo xanh tung quyền nhanh như điện, gió lớn gào thét. Như thể hoa sen không nổi trên mặt nước, cũng như mặt trời và mặt trăng không ở trên bầu trời. Lâm Nhất nhẩm niệm, Phật môn thất sát ấn lập tức ngưng tụ thành hình trong tay. Sát ý đè xuống như ngọn núi sừng sững, nặng nề như vực sâu, mỗi một ngọn cây, ngọn cỏ, ngọn núi, dòng sông sâu trong đó cũng khó có thể động đậy. Sát ý kia làm cho sát khí của bản thân Lâm Nhất tăng lên gấp 7 lần, đạt tới mức độ khiến cảnh giới Dương Huyền Đại Thành cũng không dám coi thường, cực kỳ đáng sợ. Ầm ầm. Cùng với một tia quyền mang đánh ra, uy lực khủng khiếp của thất sát ấn lập tức bùng nổ. Trong lúc nhất thời, đất rung núi chuyển, đất đá bay mù mịt, đất trời đổi sắc. Quyền uy mênh mông phát huy hết tu vi cảnh giới âm huyền viên mãn của hắn, khí chất hoàn toàn thay đổi. Nếu có người khác ở đây thì chắc chắn sẽ có ảo giác. Thiếu niên trên võ đài như đứng trên đỉnh cao nhìn xuống núi sông. Khí chất kiêu ngạo lạnh lùng thoạt nhìn rất gần, nhưng lại như cách xa vài dãy núi, chỉ lúc ẩn lúc hiện trong biển mây. Hắn cầm kiếm táng hoa, như nghe thấy tiếng trăng rơi, chậm rãi giơ tay lên, tầm mắt ngang với kiếm. Ở cuối tầm mắt, mũi kiếm tựa đỉnh núi sừng sững giữa trời xanh nhìn xuống mặt đất bao la. Keng. Tay phải cầm kiếm của Lâm Nhất đột nhiên quét qua, tiếng leng keng quanh quẩn không ngừng. Ánh trăng phản chiếu trên thân kiếm như những con đom đóm bay múa. Kiếm táng hoa của ta, táng hoa cũng táng người. Ta yêu thanh kiếm này, nghìn vàng không đổi. Ta yêu thanh kiếm này, vạn dặm núi sông cũng không đổi. Kiếm của ta, vinh quang bất diệt.
Một tia sáng lạnh xẹt qua trong mắt Lâm Nhất, tia sáng này không ngừng phóng đại, cháy hừng hực trong mắt như một ngọn lửa. Thức thứ nhất của bá kiếm, Bôn Lôi Trảm Điện. Những đám mây điện trên bầu trời hợp thành hình rồng chui vào trong cơ thể Lâm Nhất, thân kiếm sáng chói phát ra tia điện, ngưng tụ thành một con hung thú hình rồng vô cùng dữ tợn, ngay lập tức lao đi. Sàn diễn võ vốn đã bừa bộn lập tức xuất hiện một cái hố thật to, bụi đất mù mịt, tia điện liên tục lấp lóe. Không đợi khí thế kia biến mất, Lâm Nhất lại chém một nhát kiếm. Thức thứ hai của bá kiếm, Kinh Hồng Phá Nhật. Bá khí vô tận hội tụ thành một tia kinh hồng dài trăm trượng, trong nháy mắt, bức tường viện dày cao ngất lập tức xuất hiện những vết nứt, sau đó tiếp tục lan rộng ra. So với Bôn Lôi Trảm Điện, đặc điểm của chiêu thức Kinh Hồng Phá Nhật này chính là nhanh. Kiếm quang như kinh hồng, khí thế mạnh mẽ, cuồn cuộn vô biên, có thể phá vỡ mặt trời rực rỡ. Nhưng lúc này uy lực của nó cũng không đáng sợ như trong tưởng tượng. Lâm Nhất khẽ lắc đầu, nhẹ giọng thì thào, chiêu thức Kinh Hồng Phá Nhật này chưa đủ mạnh, hơn nữa không chỉ thiếu một chút, để phá nhật thì có hơi miễn cưỡng, phải lĩnh ngộ ý nghĩa thật sự của nó mới được. Cái gọi là kinh hồng, ngoài nhanh ra còn cần điều gì nữa? Kinh Hồng Phá Nhật. Một tia kinh hồng phải làm sao để phá nhật? Tu luyện thức thứ hai của bá kiếm đến tiểu thành chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay đối với Lâm Nhất. Tuy rằng Kinh Hồng Phá Nhật tiểu thành đã có uy lực đủ đáng sợ, nhưng yêu cầu của Lâm Nhất đối với bản thân sẽ không thấp như thế. Kinh hồng vốn chỉ loài chim nhạn giật mình bay khỏi mặt nước, người đời sau thường dùng câu chim nhạn lướt qua để miêu tả cái nhìn thoáng qua nhưng lại để lại ấn tượng khó phai. Hiển nhiên vào khoảnh khắc chim nhạn dương cánh bay đi, cảnh tượng đón gió đập sóng vô cùng chấn động. Ánh sáng của chiêu thức này muốn có thanh thế phá nhật rõ ràng là một đạo lý. Kiếm quang như kinh hồng, chỉ nhìn lướt qua đã khiến người ta không thể quên. Còn phá nhật tất nhiên không phải phá nhật chân chính, mà là loại thanh thế kia quá kinh hãi, làm người ta sinh ra ảo giác có thể phá tan ánh mặt trời rực rỡ chỉ bằng một nhát kiếm. Nếu muốn kiếm như chim nhạn thì trước hết cần phải có nước, chim nhạn dương cánh, đón gió lướt qua nghìn con sóng, mượn lực của sóng tung cánh bay lượn. Nghĩ tới đây, Lâm Nhất đang ngồi khoanh chân mở mắt ra, trong mắt có tia sáng xẹt qua, nếu đã như vậy thì mình phải đổi chỗ để tu luyện chiêu thức này. Trong Linh Mộc Phong, nếu nói là nơi có nước thì không nơi nào thích hợp hơn Hồ Huyền Âm mênh mông trên đỉnh núi. Đỉnh núi chỉ cho phép đệ tử nòng cốt lên. Nhưng với thân phận của Lâm Nhất bây giờ, nếu hắn muốn đi chắc sẽ không có ai ngăn cản. Hai canh giờ sau, Lâm Nhất xuất hiện bên cạnh Hồ Huyền Âm trên đỉnh núi. Mặt hồ mênh mông bốc hơi nước nhàn nhạt, khói nước mù mịt, khung cảnh bình lặng. Lúc này không phải thời điểm Hồ Huyền Âm xuất thế nên có khá ít đệ tử đến đây tu luyện. Vèo! Lâm Nhất đáp xuống mặt hồ, không ngoảnh đầu lại mà đi thẳng tới trung tâm hồ. Khi hắn vừa xuất hiện, có rất nhiều đệ tử đang tính tu mở mắt ra, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Lâm Nhất! Hắn đến đây làm gì vậy? Rất nhiều người tỏ ra nghi hoặc, trong cuộc chiến Hoa Huyền Âm cách đây không lâu, phong thái mà Lâm Nhất thể hiện đã khiến họ cực kỳ chấn động. Thấy Lâm Nhất càng lúc càng đi xa cho đến khi hoàn toàn biến mất trong làn hơi nước, mấy người này mới không cam lòng nhắm mắt lại. Dù sao thì theo dõi sau lưng là một chuyện rất mất lịch sự. Ở đây cũng được. Sau khi tới trung tâm hồ, Lâm Nhất nhìn xung quanh, ngoài hơi nước mù mịt thì không có một ai, hắn hài lòng gật đầu. Nơi đây khá phù hợp với yêu cầu của hắn, đến để tu luyện Kinh Hồng Phá Nhật thì không còn gì tốt hơn. Lâm Nhất đứng trên mặt hồ, nhắm nghiền hai mắt, trong đầu hồi tưởng lại khẩu quyết của tâm pháp bá kiếm, lĩnh ngộ sự huyền diệu của Kinh Hồng Phá Nhật. Bốn phía càng trở nên thanh tịnh trong cảm giác của hắn, không có gì ngoài tiếng nước chảy róc rách và tiếng gió thổi qua mặt hồ, xung quanh yên lặng như tờ, không một hơi thở. Đợi đến khi tâm hoàn toàn bình lặng, xung quanh không còn tiếng gió hay tiếng nước nữa, ngay cả tiếng tim đập cũng nhỏ đến mức không nghe thấy. Vù! Một lúc lâu sau, Lâm Nhất đột nhiên mở mắt ra, không biết từ khi nào tay phải đã đặt lên chuôi kiếm. Hắn vừa nhẩm niệm. Kiếm Táng Hoa lập tức hóa thành một tia sáng lạnh chui ra khỏi vỏ. Trong tích tắc, tiếng gió, tiếng nước,
tiếng kiếm chui ra khỏi vỏ và tiếng kiếm ngân to rõ phát ra từ trong cơ thể Lâm Nhất chồng chất lên nhau. Ngay khi kiếm quang lướt qua, hai bên hông Lâm Nhất tạo nên màn nước cao đến trăm trượng. Thế giới tĩnh lặng này bị sự sắc bén của kiếm Táng Hoa phá vỡ hoàn toàn. Kiếm thế ngút trời phóng lên, thân kiếm sắc bén bay đi như chim nhạn tung cánh. Thì ra là vậy, kinh hồng phá nhật này trừ nhanh ra còn cần ý cảnh bay lên, phải dùng chân nguyên của mình tập trung quanh hai bên thân, như cánh chim nhạn, như kiếm ra khỏi vỏ, đón gió đập làn sóng nghìn trượng. Thịch thịch thịch, Lâm Nhất nhẩm niệm, liên tục phung kiếm. Thời gian dần trôi qua, bất giác đã hai ngày trôi qua, Lâm Nhất hoàn toàn quên mình, đắm chìm vào việc tu luyện kinh hồng phá nhật như đã điên dại. Ngoại trừ ý cảnh của chiêu thức như kinh hồng còn có khí thế muốn phá nhật kia, cả hai đều không thể thiếu. Thanh thế không thể chấn động đến mức khiến người ta gặp ảo giác như có thể hủy diệt mặt trời rực rỡ, chiêu thức này sẽ không được tính là đại thành chân chính. Lên! Lại một nhát kiếm tùy tâm chém ra, sóng nước hai bên Lâm Nhất cũng nổi lên thành màn nước cao đến hơn 300 trượng. Hai tay Lâm Nhất giống như đôi cánh bay lên cao, kiếm quang xẹt qua giữa không trung dường như có thể xuyên thủng hư không. Vẫn chưa đủ. Lâm Nhất đáp xuống cùng với bọt nước, cổ tay xoay nhẹ để kiếm dán sát lên cánh tay, trầm tư suy nghĩ. Uy lực của nhát kiếm này có thể tạm tính là đại thành, xứng đáng với công sức tu luyện như điên của hắn suốt hai ngày qua, nhưng hắn cảm thấy vẫn còn thiếu gì đó. Nếu không bù đắp được thì sẽ không thể chân chính đạt tới mức cao nhất. Thiếu sót nằm ở đâu? Kinh hồng phá nhật không thể thật sự phá nhật, chỉ có thể mang lại ảo giác phá nhật cho người khác thôi sao? Lâm Nhất ngước mắt lên nhìn, đúng lúc mặt trời vừa mới mọc, đỉnh Linh Mộc Phong tối tăm quanh năm cũng trở nên sáng ngời hơn rất nhiều. Có lẽ là như vậy. Một tia sáng chợt lóe qua trong mắt Lâm Nhất, đôi mắt đen tuyền tỏa sáng. Tại sao không thể phá nhật? Sự sắc bén của thanh kiếm trong tay ta đủ để nghiền nát ánh sáng của mặt trời, dù chỉ trong giây lát. Hơn nữa, khi ánh mặt trời rực rỡ kia được nhìn thấy, nó đã tranh sáng cùng với hạo nhật cách không biết bao nhiêu nghìn tỷ dặm kia. Nếu là bá kiếm thì không thể không có khả năng. Kinh hồng phá nhật, thứ nó phá chính là ánh mặt trời rực rỡ này chứ không phải ảo giác phá nhật mang lại cho người khác. Lâm Nhất càng nghĩ càng kích động, kiếm thế mênh mông trên người tỏa ra khí tức bá đạo. Dưới sự thôi động của kiếm quyết tầng 9 đỉnh phong, kiếm thế này lập tức bùng nổ khí tức khiến người ta sợ run rẩy. Lâm Nhất đang đắm chìm trong ngộ đạo nên không chú ý tới kiếm ý của mình dần dần đạt tới đỉnh phong trong khi vận chuyển tâm pháp bá kiếm. Không sai, chính là như vậy. Ánh mắt Lâm Nhất chợt lóe, giơ tay vung kiếm Táng Hoa tỏa ánh sáng như mộng ảo lên. Đùng đoàng. Khi kiếm chém ra, một tiếng sét đánh ầm ầm vang lên, sóng nước hai bên người hắn đạt tới độ cao nghìn trượng, màn nước mênh mông kia tựa như đôi cánh của côn bằng. Lâm Nhất cầm kiếm bay lên không trung, ngay sau đó chém ra với uy lực này. Răng rắc. Nơi mũi kiếm hướng về dường như có ánh sáng vỡ vụn, một âm thanh giòn giã vang đến tận mây xanh. Ánh nắng do mặt trời mới mọc kia chiếu xuống đều bị sự sắc bén của nhát kiếm này nghiền ép. Thế giới lập tức trở nên đen kịt, rơi vào trong bóng tối. Đợi đến khi ánh sáng lại xuất hiện, Lâm Nhất đã thở hổn hển đáp xuống mặt nước, trán đầm đìa mồ hôi, sắc mặt hơi tái nhợt, nhưng ý cười nơi khóe mắt lại tràn đầy mừng rỡ. Thành công! Giờ phút này, cuối cùng thức thứ hai của bá kiếm, kinh hồng phá nhật cũng đã đạt đến độ cao mà hắn mong muốn. Nó đủ để giúp tu vi của hắn bộc phát 120% sức chiến đấu. Lâm Nhất lẩm bẩm, tính ra vẫn còn 3 ngày nữa mới đến cuộc chiến giữa năm thư viện. 3 ngày cũng đủ để mình luyện hóa viên đan càn khôn bích vân kia. Nếu người khác cũng tu luyện chiêu thức kinh hồng phá nhật này đạt tới cảnh giới kinh khủng như hắn thì chắc đã mừng như điên, quên hết tất cả. Nhưng niềm vui sướng qua đi, Lâm Nhất vẫn tỉnh táo lại, dù sao thì hắn cũng chỉ mới có tu vi cảnh giới âm huyền viên mãn. Mặc dù kỳ công thượng cổ tử diên kiếm quyết này giúp hắn có được tư cách tranh đấu với các nhân tài cảnh giới dương huyền tiểu thành, nhưng cũng chỉ là tranh đấu thôi, chưa đủ làm Lâm Nhất thỏa mãn. Huống hồ, dù cho công pháp mà các đệ tử xuất thân từ thế lực cấp bậc bá chủ kia tu luyện không bằng tử diên kiếm quyết,
công pháp của thư viện Thiên Phủ cũng không thể so sánh được, ắt có chỗ hơn người. Ở đây luyện hóa vậy. Lâm Nhất quan sát xung quanh rồi khẽ thở dài, hắn đã từng một người một kiếm giành phần thưởng viên linh đan này nhờ tỏa sáng nhất trong cuộc chiến Hoa Huyền Âm. Luyện hóa ở đây cũng coi như là duyên phận. Lâm Nhất không chút do dự khoanh chân ngồi xuống, mở chiếc hộp gấm tinh xảo kia ra. Hô! Một luồng khí lạnh phả vào mặt, sắc mặt Lâm Nhất lập tức trở nên trắng bệch vì lạnh, mái tóc dài phủ đầy xương trắng. Lạnh quá! Lâm Nhất thầm kinh ngạc, hắn đã luyện hóa rất nhiều linh đan, nhưng chưa có loại đan dược nào lạnh đến mức khiến hắn phải dùng tới chân nguyên để chống chọi khí lạnh. Hắn nheo mắt nhìn kỹ thì thấy bề mặt viên đan càn khôn bích vân kia được khắc linh văn màu xanh ngọc bích. Linh văn ấy huyền diệu như có một ngọn lửa băng đang cháy bên trong nó. Với trình độ linh văn của Lâm Nhất cũng chỉ có thể nhìn ra một ít đầu mối, không nhìn ra rất nhiều chi tiết. Linh văn tứ phẩm ư? Trình độ linh văn của viện trưởng thật đáng kinh ngạc, xem ra ông ta đã dành rất nhiều tâm huyết để luyện chế viên đan dược này. Trong lòng Lâm Nhất dâng lên cảm giác mong chờ, hắn lấy đan ra bỏ vào miệng. Đan bích vân vừa vào miệng đã có cảm giác mát lạnh, đợi đến khi nó hòa tan và lan rộng ra khắp cơ thể, toàn thân Lâm Nhất trở nên lạnh như một khối băng, không có chút sức sống. Linh đan thật kỳ lạ. Lâm Nhất chợt căng thẳng, không dám sơ suất. Vội vàng vận chuyển Tử Diên kiếm quyết. Khi được điều động, chân nguyên màu bạc ở vùng tử phủ chậm rãi di chuyển trong kinh mạch. Một lát sau, nó đã dung hợp với dược lực của đan bích vân ở khắp toàn thân, dược lực lạnh thấu xương kia lập tức bốc cháy. Xì, xì. Toàn thân hắn lập tức bốc khói đen. Khói đen có mùi rất khó chịu, giống như tạp chất nung đốt khi luyện dược. Nhưng khi khói đen bài xuất ra ngoài, cơ thể Lâm Nhất trở nên nhẹ nhàng một cách khó tả, vô cùng huyền diệu. Điều thần kỳ hơn đó là sau khi bị dược lực thiêu đốt, chân nguyên không chỉ không yếu đi mà còn nặng nề và cô động hơn. Đây, trong lòng Lâm Nhất lập tức mừng rỡ, không ngờ đan bích vân lại có công hiệu thần kỳ như vậy. Nó vừa có thể luyện hóa tạp chất còn sót lại trong chân nguyên, còn có thể giúp chân nguyên sau cô động trở nên mạnh mẽ như thế. Tu vi của hắn cũng tăng vọt với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, thật đáng sợ. Linh đan tứ phẩm. Linh đan tứ phẩm do chính tay viện trưởng đại nhân luyện chế quả nhiên không tầm thường, thật khiến người ta kinh ngạc. Sự chấn động trong lòng Lâm Nhất không thể diễn tả bằng lời. Trên thực tế, viện trưởng của Thư viện Thiên Phủ không chỉ là huyền sư mạnh nhất trong thành U Châu, dù phóng tầm mắt ra khắp cổ vực Nam Hoa cũng hoàn toàn đủ tư cách xếp vào 10 vị trí đầu. Nếu chỉ xét về khả năng luyện duyệt, nói là ba vị trí đầu cũng không thái quá. Nữ nhân Mục Tuyết này có thể nhận được rất nhiều sự chiếu cố ở Thiên Kiếm Tông, không ai dám coi thường nàng ta, tất cả đều nhờ vào địa vị của gia gia nàng ta ở cổ vực Nam Hoa. Ba ngày sau, khi đan càn khôn bích vân đã được luyện hóa hoàn toàn, Lâm Nhất mở mắt ra, đôi mắt của thiếu niên vô cùng sáng ngời. Một khí tức đáng sợ chậm rãi toát ra từ trên người hắn. Lâm Nhất ngồi khoanh chân tựa như một ngọn núi sừng sững. Lúc này hắn đang ngồi khoanh chân, nhưng nếu đệ tử nòng cốt của thư viện nhìn qua sẽ cảm thấy áp lực như rời núi lấp biển, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Lâm Nhất nhảy lên, trên mặt lộ vẻ thoải mái, bất ngờ mà đan càn khôn bích vân mang lại không phải làm tu vi cảnh giới âm huyền viên mãn của hắn thăng lên đỉnh phong, suýt chút nữa đột phá dương huyền, mà là trạng thái biến nặng thành nhẹ này. Giống như một người gánh trên vai ngọn núi nhưng lại bay nhanh như rồng, bước đi nhẹ nhàng tự tại. Đã đến lúc, nên xuống núi thôi. Lâm Nhất mỉm cười, hít sâu một hơi rồi bay lên cao. Hắn như một mũi tên rời cung, từ trên mặt hồ bay lên bờ, khoảng cách nhảy vọt làm hắn trông như đang bay nhanh trên đất bằng, nếu không có chân nguyên chống đỡ thì không cách nào làm được. Thỉnh thoảng có vài người nhìn thấy cảnh này đều hết sức kinh ngạc. Tưởng mình hoa mắt nhìn nhầm. Linh mộc phong cao ngất và hùng vĩ tắm mình dưới ánh nắng sớm, linh khí như sương bao phủ bảo địa phong thủy này của Thư viện Thiên Phủ. Lâm Nhất từ hồ Huyền Âm chạy về nơi ở của mình, thỉnh thoảng ngước mắt nhìn lại, biển mây mênh mông bát ngát kia làm người ta cảm thấy tinh thần sảng khoái. Giờ đây tu vi của thiếu niên đã mạnh lên, nhìn lại biển mây này thì rất xúc động. Đến hôm nay, sự chấn động và kinh ngạc trước kia sớm đã bình lặng.
dù ngọn núi này có cao đến đâu cũng không thể làm hắn nhìn lên. Trên núi có núi, trên người có người, hắn đã hiểu sâu sắc hơn về câu nói này. Không lâu sau, Lâm Nhất nhìn thấy hai bóng hình xinh đẹp đứng ở phía xa tựa những bông hoa tử lan chập chờn trong gió, đứng trước nơi ở của hắn. Không cần đoán, chắc chắn là Mạc Linh và Liễu Vân Yên. Ngoài ra không thể tìm được nữ tử nào có thể có phong thái như hai người họ ở Thư viện Thiên Phủ. Có lẽ Mục Tuyết về Từ Thiên Kiếm Tông có thể so sánh được, nhưng nữ nhân này chắc chắn sẽ không xuất hiện trước nơi ở của hắn. Tốt nhất là đừng xuất hiện, nàng ta mà xuất hiện sẽ không có chuyện tốt. Mới mấy ngày không gặp mà phong thái của ngươi đã trở nên xuất sắc hơn, xem ra đan càn khôn bích vân không tầm thường. Thấy Lâm Nhất đến gần, Mạc Linh nhìn hắn từ trên xuống dưới mấy lần rồi mở miệng khen ngợi. Mới 10 ngày không gặp, thiếu niên đã mang lại cảm giác mới mẻ, một cảm giác rất sáng ngời. Đan Bích Vân do chính tay viện trưởng đại nhân luyện chế dĩ nhiên không tầm thường. Lâm Nhất trả lời, sau đó nhìn sang Liễu Vân Yên, tính ra đã một tháng hai người họ không gặp nhau kể từ lần từ biệt ở điện tàng thư. Khi đó đối phương muốn nói lại thôi, không chịu giải đáp thắc mắc của hắn. Lúc này Lâm Nhất đã biết nha đầu này đang gánh vác áp lực như thế nào. 20 năm trước, phụ thân nàng ta đã cố chấp lựa chọn hình thức địa ngục, định xoay chuyển tình thế nhưng không ngờ lại thua thê thảm. Sau đó còn làm liên lụy khiến Thư viện Thiên Phủ phải chịu nỗi nhục nhã ê chề, ngay cả tiền bối Đường Du cũng không thể ngẩng đầu lên. Câu nói nếu Thư viện Thiên Phủ đều vô dụng như thế thì đợi 20 năm sau. Ta sẽ đến lấy lại như con dao sắc bén nhất thế gian cắm vào tim tất cả trưởng lão thư viện. Trong 20 năm qua, bất cứ ai nhớ lại chuyện này đều cảm thấy tim đau nhức. Liễu Vân Yên đã phải gánh vác áp lực như thế, cố gắng sống đến ngày hôm nay dưới sự đối xử lạnh nhạt của các trưởng lão. Lâm Nhất, lâu rồi không gặp. Trên khuôn mặt hơi tiều tụy của Liễu Vân Yên hiện lên nụ cười. Trong gần một tháng qua, nàng ta đang lĩnh ngộ tiểu thần thông, mặc dù vẫn chưa nắm giữ hoàn toàn đại sát khí này nhưng cũng thu hoạch được khá nhiều. Trình độ linh văn của nàng ta cũng có tiến bộ thần tốc trong vòng một tháng này. Hắn có thể nhìn ra được một phần nào đó từ trong đôi mắt sâu thẳm của nàng ta. Lâu rồi không gặp, những gì ta nói với cô vào ngày hôm đó ở điện tàng thư vẫn luôn có tác dụng. Lâm Nhất đáp, đó là lời hứa giữa hai người bằng hữu. Dù đối phương có quên hay không thì hắn cũng sẽ không quên. Vẻ kinh ngạc thoáng qua trong mắt Liễu Vân Yên, nàng ta loáng thoáng đoán được có lẽ Lâm Nhất đã biết được một số chuyện, một lát sau mới lên tiếng, cảm ơn. Đi thôi, tới ngự thư đường. Mạc Linh đứng bên cạnh cười xinh đẹp, đến muộn cũng không tốt. Cuộc chiến giữa năm thư viện sắp bắt đầu, 20 năm trước Thư viện Thiên Phủ đã thua rất thê thảm, lần này cả thư viện đều như gặp phải đại địch. Lâm Nhất, chắc người cũng biết đôi chút về cuộc chiến giữa năm thư viện nhỉ. Việc có thể bảo vệ được bán đạo thần văn hay không rất quan trọng đối với thư viện. Thật ra nỗi nhục 20 năm trước đã khiến Thư viện Thiên Phủ rơi vào thế bị động. Nếu lần này lại thua cuộc, mất thần văn là nhỏ, nếu mất hết thanh danh thì cả thư viện sẽ sụp đổ, không còn chỗ đứng trong thành U Châu này nữa. Vừa đi, Mạc Linh vừa nhỏ giọng nói. Người có tên cây có bóng. Tông môn cũng tương tự như thế. Nếu một thế lực luôn bị sỉ nhục thì chắc chắn vận khí sẽ suy yếu. Đặc biệt là các thế lực đã đạt tới cấp bậc chuẩn bá chủ, chỉ cần một chút sỉ nhục, qua lời truyền bá của những người cố ý sẽ bị thương gân động cốt. Huống gì là nỗi nhục khiến người ta không ngóc đầu lên nổi, thanh danh bị tổn thất càng không thể tưởng tượng. Lâm Nhất gật đầu, bốn thư viện khác có cao thủ nào không ạ, chắc tỷ cũng có nghe qua rồi nhỉ. Mạc Linh trả lời, bốn thư viện khác đều có một danh ngạch ngoại viện, bốn người này đều đến từ thế lực cấp bậc bá chủ của cổ vực Nam Hoa. Ví dụ như Tào Hưu của Thư viện Bạch Ngọc mà ngươi đã gặp, hắn ta là nhân tài nội môn của Huyền Viêm Tông, nhà đầu Mục Tuyết cũng không thua kém. Tào Hưu ư? Lâm Nhất gật đầu, phong thái mà người này thể hiện khi đó đã để lại ấn tượng rất sâu sắc cho hắn. Với một cái búng tay đã phác họa ra một con mãnh hổ đổ xuống như ngọn núi, rất đáng sợ. Ngoài ra còn có Giang Giật của Thư viện Thanh Lộc, Bạch Ngọc Thần của Thư viện Lưu Vân, hai người này cũng đến từ thế lực cấp bậc bá chủ. Tu vi của họ còn cao hơn Tào Hưu,
đều được coi là nhân vật khá khó chơi. Còn một người nữa, Lâm Nhất nhắc nhở. Thư viện Tử Lô. Vừa nhắc tới thư viện Tử Lô, mặt Mạc Linh khẽ biến sắc, Liễu Vân Yên đứng bên cạnh cũng hơi mất tự nhiên. Thư viện Tử Lô. 20 năm trước, chính thư viện Tử Lô đã đánh bại thư viện Thiên Phủ, đánh bại phụ thân của Liễu Vân Yên và nói ra những lời sỉ nhục đó. Tính đến nay, thư viện Tử Lô vẫn là thế lực có thực lực mạnh nhất trong số 5 thư viện. 4 thư viện còn lại cũng không thua kém bao nhiêu, nhưng cũng khó đảm bảo họ có ẩn giấu đòn sát thủ nào không. Trong những năm qua, 4 thư viện này đều phát triển rất nhanh chóng ở các thành châu khác. Nếu nói về người nổi tiếng nhất thì chắc chắn là Tào Trấn của thư viện Tử Lô. Hắn ta và Mục Nha Đầu đều đến từ Bắc Tuyết Sơn Trang, một trong 9 bá chủ của cổ vực Nam Hoa. Thực lực của hắn ta đã đạt tới cảnh giới âm huyền tiểu thành từ lâu, nghe nói trong vòng 1 năm có cơ hội đột phá âm huyền đại thành, thậm chí là cảnh giới âm huyền viên mãn, còn có khả năng giành được một vị trí trên bảng Long Vân, Mạc Linh nghiêm túc, trầm giọng giới thiệu. Lâm Nhất nghĩ thầm trong lòng, thực lực của thư viện Tử Lô thật đáng sợ, thảo nào 20 năm trước đã dám tự tin như thế. Hình như hắn cũng có chút ấn tượng về Bắc Tuyết Sơn Trang. Đúng rồi, yêu nghiệt Nam Cung Vãn Ngọc chưa vào tử phủ đã nắm giữ kiếm ý tiên thiên giống hắn cũng đến từ Bắc Tuyết Sơn Trang. Có thể nhận được đánh giá cao như thế ở Bắc Tuyết Sơn Trang, tên Tào Trấn này e rằng cũng rất khó đối phó. Chắc hẳn Tào Trấn đã đạt tới cảnh giới âm huyền tiểu thành đỉnh phong, hơn nữa ngoại trừ trình độ linh văn, người này còn rất giỏi đao pháp. Hắn ta đã tu luyện tuyệt vân đao của Bắc Tuyết Sơn Trang đến mức độ khá cao thâm. Nhắc tới Tào Trấn, Mạc Linh luôn tự tin cũng cảm thấy bất lực, một lát sau mới cười bảo, nhưng chúng ta cũng không phải không có cơ hội, những thế lực này chỉ được mời một ngoại viện, nhưng luật của cuộc chiến giữa 5 thư viện là 3 ván thắng 2. Mục Nha Đầu đến từ Bắc Tuyết Sơn Trang, nhưng nàng ta là cháu gái của viện trưởng nên không chiếm danh ngạch ngoại viện. Tính cả Mục Nha Đầu và con át chủ bài đánh bất ngờ là công tử Táng Hoa người đây, chưa chắc không có cơ hội. Trong lời nói, Mạc Linh đánh giá rất cao về thực lực của Lâm Nhất, thậm chí còn so sánh hắn với các đệ tử của thế lực cấp bậc bá chủ kia. Lâm Nhất chỉ cười, không nói lời nào. Có lẽ nàng ta suy nghĩ hơi đơn giản. Nha Đầu Mục Tuyết không chào đón hắn cho lắm. Nàng ta đã yêu cầu hắn chủ động rút lui, từ bỏ danh ngạch ngoại viện mấy lần. Tính cách Lâm Nhất rất lãnh đạm, nếu đã không tranh thì thôi, một khi quyết định tranh đấu thì nhất định sẽ cố gắng hết sức. Nếu nha đầu kia tiếp tục ngang ngược, sự nhẫn nại của hắn cũng sẽ dừng tại đây. Một lát sau, Ngự Thư Đường đã xuất hiện trong tầm mắt. Mây đen kéo đến trên bầu trời như một cơn bão có thể ập đến bất cứ lúc nào, nó khá phù hợp với bầu không khí của thư viện lúc này. Cảm nhận được bầu không khí nặng nề này, hôm nay có rất nhiều đệ tử nòng cốt của thư viện Thiên Phủ tập trung bên ngoài Ngự Thư Đường. Tất cả mọi người đều đang nôn nóng chờ đợi, những người nắm bắt được tin tức trước đều đã biết cuộc chiến giữa 5 thư viện này liên quan đến sự tồn vong của thư viện. Trên cương vị là đệ tử của thư viện. Tất nhiên mọi người sẽ có vinh cùng hưởng, có nhục cùng chịu. Họ đều đã nghe ít nhiều về nỗi nhục 20 năm trước, không ai muốn chịu nhục thêm một lần nữa cả. Mạc Linh sư tỷ đến rồi. Còn có cả Liễu Vân Yên và Lâm Nhất. Liễu Vân Yên chắc chắn cũng chiếm một danh ngạch trong cuộc chiến giữa 5 thư viện, có vẻ như họ đang chuẩn bị trao danh ngạch ngoại viện cho Lâm Nhất. Thực lực của Lâm Nhất cũng không tầm thường đâu. Nhưng ta nghe nói ngoại viện của những thư viện kia đều là nhân tài đến từ thế lực cấp bậc bá chủ. Khó nói trước được, nghe đồn Mai Tử Viêm sư huynh cũng mời một đệ tử thâm niên thuộc thế lực cấp bậc bá chủ đến tham gia cuộc chiến giữa 5 thư viện. Bây giờ các trưởng lão của Ngự Thư Đường vẫn chưa có quyết định cuối cùng, thật ra danh ngạch ngoại viện vẫn chưa quyết định. Khi đám người Lâm Nhất xuất hiện, xung quanh lập tức có không ít ánh mắt đổ dồn về, rất nhiều lời xì xào bàn tán vang lên. 10 ngày trước, Lâm Nhất đã đánh tên đệ tử thư viện Bạch Ngọc kia tơi bời, còn sỉ nhục đối phương một phen. Có thể nói là làm hả hê lòng người, bây giờ danh tiếng của hắn ở thư viện rất tốt. Chỉ là có tin đồn dò dỉ ra ngoài khiến mọi người cảm thấy có lẽ nên đổi thành nhân tài của thế lực cấp bậc bá chủ sẽ an toàn và đáng tin cậy hơn. Có ai chưa từng nghe nói đến uy danh của 9 bá chủ của cổ vực Nam Hoa kia chứ? Ai trong số họ cũng có tên tuổi vang dội,
làm lòng người kính sợ. Nghe thấy những lời phê bình này, Mạc Linh khẽ cau mày, lén nhìn sang Lâm Nhất, thấy đối phương bình tĩnh mới thở phào nhẹ nhõm. Mạc Linh tỷ, Vân Yên tỷ, bên này này. Trước ngự thư đường, một giọng nói trong trẻo vang lên, là Mục Tuyết đang vẫy tay. Có thể nhìn ra quan hệ của ba cô gái này không tồi, chỉ là Mục Tuyết không xem trọng Lâm Nhất cho lắm, gạt hắn sang một bên. Vân Yên, lâu quá không gặp. Đúng lúc đó, một thanh niên tuấn tú khí độ bất phàm, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Liễu Vân Yên, chậm rãi đi tới. Bên cạnh hắn ta còn có một người quen cũ của Lâm Nhất, Mai Tử Viêm. Đối mặt với sự nhiệt tình của thanh niên đó, trong mắt Liễu Vân Yên lóe lên tia sáng kỳ dị, vẻ mặt hơi biến đổi, chỉ bình thản ứng phó một lúc. Trong mắt Mạc Linh hiện lên ý cười bình tĩnh, nhìn về phía Mục Tuyết nói, nhóc con, chắc muội biết tiếp viện bên ngoài mà ta đề cử là Lâm Nhất. Dứt lời, nụ cười trên mặt thanh niên bên cạnh Mai Tử Viêm lập tức nhạt đi, tỏ vẻ rất kỳ quái. Hoàng Nham là sư huynh của Mai Tử Viêm. Nhân tài nội môn được mời từ Huyền Dương Điện tới, ta cũng rất xem trọng hắn ta. Mục Tuyết không dám nhìn sắc mặt của Mạc Linh, nhỏ giọng nói. Chỉ là khi nói đến ba chữ Huyền Dương Điện, nàng ta lại liếc sang Lâm Nhất. Huyền Dương Điện, bá chủ lớn nhất thành U Châu, trên khắp cổ vực Nam Hoa cũng có tiếng tăm lừng lẫy, nội tình sâu không thua kém gì Thiên Kiếm Tông. Lâm Nhất hiểu rõ ý của Mục Tuyết, hắn không nói mà chỉ cười nhạt trong lòng. Cô nàng này sớm biết Mai Tử Viêm đã mời nhân tài của thế lực cấp bá chủ đến nên mới xem thường hắn, tìm mọi cách để hắn chủ động nhường vị trí, trải đường cho Hoàng Nham. Mai Tử Viêm đắc ý cười nói, trong Huyền Dương Điện, đệ tử nội môn chưa tới 20 tuổi đã có tu vi cảnh giới Dương Huyền không tính là nhiều, song cũng không ít. Nhưng phải đồng thời thỏa mãn điều kiện hà khắc của Huyền Sư Tam Phẩm thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Trong đó... Người chịu chiến đấu vì thư viện thiên phủ chúng ta lại càng ít, chỉ có mỗi mình Hoàng Nham huynh. Chưa đạt đến cảnh giới Dương Huyền mà muốn đến đây tiếp viện, đúng là nực cười. Mai Tử Viêm vừa nói xong lại có một giọng nói chói tai vang lên, chính là Hoàng Nham. Hắn ta lạnh lùng nhìn Lâm Nhất, vô cùng kiêu ngạo, ánh mắt tràn ngập sự khinh thường. Cảnh giới Dương Huyền còn chưa đạt đến mà cũng dám đến đây tiếp viện. Lời chất vấn chói tai đầy khinh thường của nhân tài đến từ Huyền Dương Điện lập tức khiến bầu không khí ở đây lắng đọng. Trong mắt Liễu Vân Yên lập tức lóe lên vẻ tức giận, định nói gì đó nhưng lại bị Mạc Linh lặng lẽ ngăn lại, tỏ ý nàng ta tạm thời đừng kích động. Trước ngự thư đường, không ít đệ tử nhìn về phía Lâm Nhất sau khi nghe thấy lời nói đó. Ánh mắt bọn họ đều hiện vẻ tiếc nuối, nhưng không có ý xem thường Lâm Nhất. Bọn họ ở thư viện Thiên Phủ. Từ lâu đã được chứng kiến phong thái của Lâm Nhất, công tử táng hoa chắc chắn không yếu. Nhưng so với Hoàng Nham thì lại có chút thua kém. Hai chữ có chút còn là do bọn họ có thiện cảm với Lâm Nhất nên mới đánh giá như vậy, nếu thật sự so sánh thì giữa hai người có lẽ có khoảng cách rất lớn. Bàn về tu vi, một người cảnh giới âm huyền viên mãn, một người cảnh giới dương huyền tiểu thành, không thể so sánh. Bàn về lai lịch, một người xuất thân từ Huyền Dương Điện. Một người đến từ đế quốc Đại Tần, khác biệt như mây và bùn. Hoàng Nham giống như một con chim ưng ở trên trời, cao không với tới. Hắn ta kiêu ngạo và khinh thường như vậy, nhưng đệ tử của Thư viện Thiên Phủ có bất mãn trong lòng cũng không thể không phục. Danh tiếng của thế lực cấp bá chủ thật sự quá hiển hách. Ta nói không sai chứ. Hoàng Nham nhìn quanh, cực kỳ hài lòng, hờ hững liếc qua Lâm Nhất. Sau đó ánh mắt dừng lại trên người Liễu Vân Yên, giọng nói tha thiết, Vân Yên, áp lực mà nàng phải chịu trong 20 năm qua, Hoàng Nham ta xin thề sẽ giúp nàng trả lại cho đám người thư viện Tử Lô. Hai đóa kim hoa của Thư viện Thiên Phủ không những rực rỡ thu hút ánh nhìn ở thư viện, mà cho dù ở khắp thành U Châu cũng là giai nhân khuynh thành. Hoàng Nham tự nhủ, hắn ta không thể chinh phục được Mạc Linh. Nàng ta là yêu nghiệt từ giết ra từ quần Long Thịnh Yến. Có tên trên bảng Long Vân. Cổ vực Nam Hoa rộng lớn thế nào, thiên tài nhân tài kiệt xuất như cá qua sông, nàng ta lại có thể ghi tên lên bảng Long Vân, danh tiếng bậc đó khắp cổ vực Nam Hoa ít có ai không biết. Cho dù là đệ tử nòng cốt của Huyền Dương Điện, nhưng muốn lên được bảng Long Vân cũng khó như lên trời. Huống hồ,
Trong tương lai Mạc Linh rất có khả năng nắm trong tay thư viện Thiên Phủ, địa vị thân phận càng không tầm thường. Liễu Vân Yên cũng có thiên phú không thua kém gì Mạc Linh, lại phải chịu áp lực cực lớn. Nếu có thể nhân cơ hội này rửa sạch nỗi khuất nhục của phụ thân nàng ta, chẳng phải sẽ có thể chinh phục được người đẹp một cách dễ dàng hay sao? Do đó, lúc Mai Tử Viêm đến tìm hắn ta gần như không cần nghĩ đã đồng ý luôn. Công tử Táng Hoa không biết từ đâu xuất hiện, đương nhiên hắn ta nhìn không vừa mắt. Hắn ta đúng là đáng chết. Nhân lúc người ta gặp nguy ép người ta nghe theo mình, thủ đoạn thật hèn hạ. Không còn cách nào khác, ai bảo người ta là nhân tài của Huyền Dương Điện chứ, không cách nào so sánh được. Ánh mắt nóng bỏng của Hoàng Nham và lời nói cực kỳ thẳng thừng của hắn ta lập tức dẫn tới một chút xáo động. Nhiều đệ tử của Thư viện Thiên Phủ bất mãn trong lòng, nhưng ngại thân phận của đối phương nên cũng không dám nhiều lời. Rất xin lỗi, chuyện của tại hạ không có ý làm phiền đến người khác. Ta cũng giống Mạc Linh sư tỷ, ủng hộ Lâm công tử trở thành người tiếp viện cho Thư viện Thiên Phủ bọn ta. Ánh mắt Liễu Vân Yên lạnh lùng, dứt khoát từ chối đối phương. Mai Tử Viêm cười nhạt, âm trầm nói, Liễu sư muội, chuyện trên thế gian này không phải muội muốn từ chối là có thể từ chối. Dù muội có đồng ý hay không, Hoàng Nham huynh chắc chắn sẽ trở thành người tiếp viện cho Thư viện Thiên Phủ chúng ta. Ta không tin Thư viện sẽ bỏ qua nhân tài của thế lực cấp bá chủ mà lựa chọn công tử Táng Hoa chó tha gì đó. Thế sao, ta thấy chưa chắc, có lẽ ngươi không biết, đan dược tứ phẩm mà viện trưởng đại nhân cho Lâm Nhất chính là đan Càn Khôn Bích Vân. Đôi mắt Mạc Linh long lanh, mỉm cười nhàn nhạt nói. Đan Càn Khôn Bích Vân. Đám người Mai Tử Viêm và Mục Tuyết đều biến sắc. Đan Càn Khôn Bích Vân phải dùng địa hỏa huyền âm để luyện chế, mà địa hỏa huyền âm này cực kỳ đáng sợ, mỗi năm chỉ có thể sử dụng một lần chỉ có thể luyện chế một viên. Ông lại dùng địa hỏa huyền âm luyện chế một viên Đan Càn Khôn Bích Vân cho hắn. Ánh mắt Mục Tuyết dừng trên người Lâm Nhất, kinh ngạc hơn bất kỳ ai. Chẳng trách đan dược đó huyền diệu như vậy, hóa ra là quý giá đến thế. Lâm Nhất thầm nghĩ trong lòng. Mai Tử Viêm cười nhạt nói, vậy thì đã sao? Chỉ e viện trưởng lo hắn mất đi vị trí tiếp viện sẽ bị sốc nên mới bồi thường cho hắn. Hai người giằng co với nhau, không hề có ý nhượng bộ. Sắc mặt Hoàng Nham thay đổi không ngừng, hồi lâu sau mới nói, tranh tới tranh lui cũng không có ý nghĩa gì. Ta nghe nói các hạ vừa nâng cấp lên huyền sư tam phẩm không lâu, sở trường là tu vi võ đạo. Thật khéo. Bản công tử cũng sở trường về tu vi võ đạo, các hạ đến từ đế quốc Đại Tần có dám chân chính đấu võ một trận không? Dừng một lúc, Hoàng Nham cười nhạt nói với Lâm Nhất, thế giới của võ giả vẫn là dựa vào thực lực để nói chuyện trực tiếp hơn một chút. Nếu thực lực không đủ, có lẽ cũng sẽ không mặt dày tiếp tục ở lại đây, các hạ không từ chối chứ? Rất rõ ràng, Hoàng Nham vô cùng chán ghét Lâm Nhất, biết hắn có chút cơ hội có thể trở thành tiếp viện. Lập tức nảy ra ý nghĩ. Cần gì phải đợi đến khi trưởng lão của Ngự Thư Đường bàn xong kết quả, mình đi trước một bước sỉ nhục hắn một phen. Công tử Táng Hoa gì đó tất nhiên sẽ không còn mặt mũi ở lại đây. Đến lúc đó, vị trí tiếp viện trừ hắn ta ra thì còn là ai được nữa? Đấu thế nào? Thiếu niên mãi không lên tiếng ngước đầu lên nhìn người kia, thản nhiên hỏi. Lâm Nhất thẳng thắn đồng ý như vậy khiến Mạc Linh và Liễu Vân Yên lập tức trở nên căng thẳng. Chỉ bàn về cảnh giới tu vi, Hoàng Nham rõ ràng mạnh hơn hắn một cấp bậc, gần như không thể thắng nổi. Các đệ tử khác ở phía xa cũng kinh hãi. Tên đó cũng thật là can đảm, không sợ tự rước lấy nhục sao. Nhưng như vậy cũng tốt, để hắn thua tâm phục khẩu phục, xem hắn còn lời gì để nói. Mục Tuyết quan sát Lâm Nhất, thầm nghĩ trong lòng. Nàng ta khá tự tin về một Hoàng Nham xuất thân từ thế lực cấp bá chủ, bất kể có đấu thế nào, Lâm Nhất cũng chỉ có một kết quả thua. Chỉ là thua thê thảm ở mức nào mà thôi. Rất tốt, nếu đã so đấu tu vi thì đơn giản một chút. Ta và ngươi mỗi người đánh một chiêu, không được tránh né, ai bị thương nặng hơn thì người đó thua. Hoàng Nham nhướng mày, nhếch miệng cười nói. Hắn ta không ngờ đối phương lại đồng ý một cách thoải mái như vậy. Sự vui mừng trong lòng không hề che giấu hiện hết trên mặt. Lâm Nhất không nói nhiều, thản nhiên thốt ra hai chữ, được thôi.
Vậy thì đừng trách ta ức hiếp ngươi, ngươi ra tay trước đi. Trong mắt Hoàng Nham lóe lên vẻ âm u lạnh lẽo, liếm môi cười nói, ra tay trước đến lúc thua rồi đừng làm mấy chuyện mất mặt không nhận thua. Không cần, nếu ngươi đã tìm mọi cách đuổi ta đi, để ngươi ra tay trước thì đã sao? Nhắc tới mất mặt, các hạ vẫn nghĩ cho mình đi thì hơn. Vẻ mặt Lâm Nhất hờ hững, chỉ là trong mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo không dễ phát hiện. Xung quanh xì xào bàn tán, nghe Lâm Nhất buông lời ngông cuồng như vậy, ai nấy đều sững sốt nhìn về phía hắn. Chậc chậc, Hoàng huynh, thằng nhóc này đã muốn chết thì huynh cho hắn loại nguyện đi. Mai Tử Diêm hơi kinh ngạc, sau đó cười nói một cách quái gở. Ta cho ngươi toại nguyện. Trong mắt Hoàng Nham lóe lên tia sáng âm u lạnh lẽo, tên Lâm Nhất ngông cuồng này quả thật đã khiến hắn ta dâng lên sát ý mờ nhạt. Chỉ một kẻ vô dụng đến từ đế quốc Đại Tần mà cũng dám khinh thường mình như vậy, không biết sống chết. Lời còn chưa nói xong, trong mắt Hoàng Nham đã bùng lên tia sáng lạnh lẽo, bước ra một bước. Trong nháy mắt, tiếng xé gió đột nhiên vang lên, hầu như chỉ chớp lóe đã đến trước mặt Lâm Nhất. Sau đó, năm ngón tay hắn ta nắm chặt lại ngay giữa trời, chân nguyên mình mông bỗng chốc bùng phát. Huyền Dương Toái Tâm Trưởng. Chân nguyên dồi dào không ngừng sôi trào, dường như đã bốc cháy, uy áp đáng sợ của cảnh giới Dương Huyền giống như một ngọn núi lửa phun trào. Chân nguyên hùng hậu ánh vàng bùng lên, mang theo thanh thế đáng sợ, đánh thẳng một trường vào ngực Lâm Nhất. Mọi người đều hít sâu một hơi, không thể không nói Hoàng Nham đến từ Huyền Dương Điện kia quả là đáng sợ. Sức mạnh của một trưởng này e là nhiều trưởng lão cảnh giới Dương Huyền Đại Thành của Thư viện Thiên Phủ cũng thất bại thảm hại, không dám cậy mạnh chống đỡ. Gần như chỉ trong nháy mắt, người ngoài hoàn toàn không thể nhìn rõ, một trưởng đó đã in vào ngực Lâm Nhất. Mặt đất lập tức vang tiếng ầm, rung chuyển kịch liệt, dư âm lan ra, cuốn bụi bặm bay khắp trời, bao trùm lấy Lâm Nhất. Bên ngoài lớp bụi, Hoàng Nham chắp tay đứng đó, khóe miệng cong lên nụ cười dữ tợn. Hắn ta biết rõ uy lực của một trưởng này đáng sợ thế nào, với tu vi của Lâm Nhất mà chống đỡ trưởng này, miễn cưỡng không chết cũng quỵ dưới đất không đứng lên được, bị thương nặng tại chỗ. Cũng không soi gương xem lại mình đi, dám ngông cuồng trước mặt ta, không biết sống chết. Theo tiếng nói lạnh lùng, khí thế rét lạnh dâng lên trên mặt Hoàng Nham. Sự âm u lạnh lẽo ấy khiến người nhìn cảm thấy khiếp đảm. Hả? Nhưng ngay lúc đó, khi bụi bặm tan đi, mọi người kinh ngạc phát hiện, Lâm Nhất dường như chỉ lùi lại ba bước nhỏ trước mặt Hoàng Nham mà thôi. Hoàng Nham chăm chú nhìn lại, chỉ thấy sau khi bụi bặm tan đi, thiếu niên áo xanh khoác trên mình chiến giáp cổ xưa, trên chiến giáp có in hình long tượng thượng cổ. Ở khoảng cách gần trong gang tấc, hắn ta có thể nhìn thấy có bao nhiêu vết nứt trên chiến giáp long tượng, nhưng thiếu niên đó lại có vẻ không hề bị thương. Chuyện này sao có thể? Hoàng Nham vô cùng kinh ngạc, một trưởng vừa rồi hắn ta đã dùng 8 thành công lực, đối phương chắc chắn không thể không nhìn ra được chút thương tích nào. Nhưng bây giờ, mọi thứ lại chân thực xuất hiện trước mắt hắn ta, không hề giả. Răng rắc. Chiến giáp long tượng trên người Lâm Nhất nứt ra. Hắn bình tĩnh nói, đến lượt ta rồi chứ. Hoàng Nham sững sờ một lúc lâu mới hoàn hồn, phẫn nộ nói, tên nhóc nhà ngươi ra cũng dày thật, nhưng nếu ngươi không dùng hết 10 thành thực lực, e là ta sẽ không lùi lại nửa bước. Thế sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 67.